bạn thực hiện quá trình tắm khoáng. Nhưng mà các bạn nhớ cái thời gian tắm khoáng của chúng ta từ 15 tới 30 phút là thời gian hợp lý nhất. Còn nếu các bạn tắm khoáng với một thời gian lâu hơn thì ngược lại cơ thể của bạn lại mất quá nhiều điện giải, lại quá mất quá nhiều lát tát, cho nên lúc này cơ thể chúng ta sẽ rất là ủ rũ, bất lợi rũ người, vân vân, được chưa nào? Thì đó là cái sản phẩm của tuyến Elrin. Vậy các bạn thấy cái tuyến Elrin này nó chỉ được hoạt động khi nào? Khi cái thân nhiệt cơ thể của bạn tăng hơn so với cái thân nhiệt ở môi trường, hoặc xin lỗi, khi thân nhiệt cơ thể của bạn tăng hơn so với bình thường, hoặc là cái nhiệt độ môi trường ở bên ngoài của bạn như nào quá cao, ví dụ như bạn sốt là tuyến Elrin này, hoặc là khi bạn xong thì có nghĩa rằng là cái nhiệt độ môi trường bên ngoài nó cao, đúng không? Khi bạn xong, bạn thực hiện cái việc xong đó, thì cái nhiệt độ môi trường bên ngoài nó cao, cho nên thầy nói với các bạn, người ta có liệu pháp đó là xông lạnh và xông xông nóng luôn nha các bạn nha. Nhưng mà cái xông lạnh thật sự nó không có tốt, cũng như là khi mà các bạn xông nóng xong, các bạn chuyển qua xông lạnh, các bạn đi những cái khu du lịch, các bạn thấy ha, người ta đi từ nóng đi qua lạnh như thế rất là nguy hiểm. Thầy nói rất là nguy hiểm ở đây là gì, đặc biệt những cái người lớn tuổi, các bạn rất là dễ lên cơn tai biến khi mà họ thực hiện quá trình này không đúng liệu pháp ở, các bạn nhớ này cho thầy ha. Thì đó là tuyến Elrin chỉ được hoạt động khi nào, khi thân nhiệt của chúng ta tăng hoặc là nhiệt độ môi trường tăng. Ngoài ra có một cái tuyến nữa nó cũng phụ, nó nằm cạnh tuyến Elrin các bạn, và nó đổ vào bên trong của cái lan nang lông này, thì người ta gọi đó là tuyến apocrine. Và cái tuyến này nó chỉ tập trung rải rác và tập trung nhiều ở đâu, thầy mô tả đó hả, những vùng kẽ hoặc là vùng thiếu oxy khí đó các bạn, như vùng bẹn nè, vùng nách, vùng hậu môn vân vân. Thì các bạn thấy rằng là cái sản phẩm của cái tuyến apocrine nó là cái gì, sản phẩm của nó không gì khác là những cái chất hữu cơ và đồng thời là các lipid các bạn ha. Thì khi đó các bạn tiết ra như thế thì trên bề mặt da của chúng ta này có những cái vi khuẩn cộng sinh đang sống bên trên da để giúp cho vết thương chúng ta mau liền lại, ví dụ như là microflora chẳng hạn, thì lúc này nó sẽ tiêu hóa toàn bộ cái sản phẩm của cái tuyến apocrine, đúng không bạn? Khi nó tiêu hóa toàn bộ cái sản phẩm của tuyến apocrine này thì sao, thì nó sẽ sinh ra những cái chất trung gian do con vi khuẩn nó tiêu hóa, chính là những cái axit carboxylic, các bạn nhớ, ví dụ như là axit propionic hoặc là axit propionic. Thì những cái axit này nó làm cho cái môi trường ở cái vùng của bạn đó, bình thường pH trên da của chúng ta đó khoảng là từ 5.5 cho tới 5.7, 5.8 vân vân, hoặc là tới 6 chấm, nó làm cho pH của bạn thấp hơn cái mức đó nữa. Cho nên chính vì vậy các bạn thấy những cái vi khuẩn yếm khí ha, vi khuẩn yếm khí là những vi khuẩn có thể sinh trưởng phát triển được trong môi trường mà không có oxy hoặc là ít oxy. Thì các bạn thấy rằng là lúc này những vi khuẩn yếm khí nó sẽ phát triển lên, ví dụ như ở vùng nào, vùng mà không có mặt trời cũng như là thông gió như nách, bẹn, hậu môn các bạn, đúng không nào? Thì bắt đầu những cái vi khuẩn yếm khí này phát triển lên, thì khi những cái vi khuẩn này phát triển lên á thì nó lại sinh ra những cái hợp chất như là H2S hoặc là intron hoặc là carol chẳng hạn, được chưa nào? Đây là những cái chất mà có khả năng gây carol các bạn ha, đây là những cái chất mà có gây khả năng sinh mùi, cho nên lúc này nó gây nên trạng thái là cơ thể của chúng ta mồ hôi nó có mùi các bạn nhớ này ha, chứ bản thân mồ hôi của chúng ta nếu như tuyến Elrin không có mùi hoặc là tuyến apocrine cũng không có mùi nếu bạn vệ sinh như thế. Rồi thầy đặt lại về vấn đề là tuyến apocrine. Và cái tuyến này không phải như cái tuyến mồ hôi Elrin mà nó được phát triển hoặc là nó được hoạt hóa khi mà nhiệt độ cơ thể chúng ta tăng hoặc là nhiệt độ môi trường tăng. Thì cái tuyến Elrin nó được hoạt hóa khi nào ạ? Khi bắt đầu từ độ tuổi dậy thì. Các bạn nhớ chỉ trong cái độ tuổi dậy thì mà thôi, được không? Ví dụ như phụ nữ tiền mãn kinh không có, hoặc là người thanh niên lớn tuổi rồi không có, hoặc là trẻ em lúc này cũng không có. Thì cái tuyến này nó teo đi rồi các bạn. Nhớ cái này không? Nó chỉ hoạt động mạnh mẽ khi ở độ tuổi dậy thì mà thôi. Và nó chịu tác động bởi những cái yếu tố như là suy nghĩ, tình cảm, ăn uống cũng như là những cái hoạt động hàng ngày của bạn. Tức là nó không chi phối bởi những nhiệt độ môi trường cũng nhiệt độ cơ thể các bạn hơn. Cho nên ví dụ như bạn lo lắng này, bạn suy nghĩ này, hoặc là bạn ăn uống vân vân, thì những cái mồ hôi đó nó tiết ra các bạn thì chính là từ tuyến apocrine. Các bạn nhớ ra điều này. Thì đối với cái tầm trung bì của bạn á thì thầy mô tả cho bạn các tuyến mồ hôi rồi. Giả sử như bệnh nhân bỏng, bệnh nhân cháy tới cái vùng này thì tất nhiên các tuyến mồ hôi của bạn cũng giảm tiết, cũng không tiết luôn. Các bạn nhớ không? Cũng tổn thương luôn. Cho nên đó là tầng của lớp trung bì. Cuối của bạn chính là tầng lớp hạ bì. Đây là cái tầng mà nó liên kết được với cái mô liên kết các bạn ha. Thì nó sẽ chứa những cái gì? Những cái elastin hoặc là những cái collagen. Các bạn nhớ điều này ha. Thì các bạn thấy cái thành phần của nó giống như cái gì? Giống như những cái collagen ở mạch máu của chúng ta này, collagen ở mô hoặc là collagen ở địa đệm của sống lưng á, vân vân. Thì cái thành phần đó nó có tính chất đó là giữ nước. Các bạn nhớ không? Giữ nước, cho nên lúc này nó tạo độ ẩm và đàn hồi cho da là chính là nhờ cái lớp này. Ngoài ra nó còn có axit hyaluronic các bạn ha, hay người ta gọi là axit HA, một trong những axit mà nó giúp cho thứ nhất cái tổ chức sụn khớp của bạn tái phát triển nè, cái thứ hai là giữ được độ ẩm ở bên trong da. Vậy ba cái thành phần chính ở lớp hạ bì là gì? Là axit hyaluronic, rồi là các collagen, xin lỗi, collagen và các elastin, được không nào? Vậy bây giờ tí nữa chúng ta học là chẩn đoán bỏng theo độ sâu, có nghĩa rằng là khi mà bỏng nó tổn thương ở mức nào thì các bạn sẽ chẩn đoán là nó độ mấy, còn nó lan rộng ở mức nào thì chúng ta gọi là diện tích bao nhiêu phần trăm, có nguyên tắc hết.
Và tất nhiên cái nguyên tắc này các bạn phải thuộc lòng á. Tại vì sao? Các bạn thấy rằng là khi mà đứng trên lâm sàng một bệnh nhân bỏng, một ca bỏng các bạn, thì những bác sĩ họ sẽ đánh giá rất là nhanh là bệnh nhân này bỏng bao nhiêu phần trăm, bỏng độ mấy liền. Ở được chưa? Bởi vì lúc đó người ta sẽ có cái phương pháp điều trị nó như thế nào, đúng không ạ? Rồi, thì đó là cấu tạo của da cũng như là các tác nhân gây bỏng nha. Vậy bây giờ sau này các bạn thấy một người nha, khi mà họ đứng cạnh một cái ống bô xe nó bị cháy đúng không, làm cho cái chân của họ cứ làm bỏng lên, hoặc là ví dụ các bạn ủi chẳng hạn, vô tình nó trúng vào da của chúng ta gây tình trạng bỏng xẹo lên, thì theo các bạn người ta gọi bỏng đó là bỏng gì? Bỏng đó là bỏng gì các bạn? Bỗng nhiên Bỏng bỗng bỏng nhiên bỏng là bỗng à, cái nhiệt đó là một bỏng nhiệt, các bạn nhớ này ha. Còn một số trường hợp nữa các bạn biết không, cái thời ngày xưa các bạn, ít nhất là cái thời của trước ba mẹ các bạn rồi ông bà luôn đó, thì cái kỹ thuật mà gây mê các bạn ha, gây tê, lúc đó nó chưa phát triển mạnh đâu, có khi người ta họ dùng đá để họ gây mê gây tê đó bạn. Thì khi dùng đá xong các bạn thấy không, giờ cái vùng đó nó trở nên nó hoại tử luôn, tại vì khi họ chườm vào vùng đó bạn thì nó co mạch, nó thiếu máu nuôi dưỡng nha các bạn nhớ không, co mạch thiếu máu nuôi dưỡng. Các bạn thử, các bạn lấy tay các bạn thọc vô cái thùng đá đi, xong mình cầm cái tay lên, các bạn thấy cái tay của bạn bắt đầu nổi bong tím, máu nó thiếu nuôi mà, giống như vì các bạn bóp chặt cái tay của bạn là vậy đó, bạn để lâu như thế nó sẽ hoại tử. Các bạn nhớ không? Thì cái trạng thái đó người ta gọi là trạng thái bỏng lạnh. Thường các bạn gặp bỏng lạnh ở đâu? Một là các bạn thấy rằng là ở trong môi trường y tế chúng ta, ví dụ như các bạn thấy bình oxy lỏng đúng không? Nó bị rò oxy, nó bị xì oxy ra là bình thường. Cái thứ hai nữa rằng là các bạn thấy cái đối tượng công nhân á, mà họ sử dụng cái nitơ lỏng các bạn, họ hay bị bỏng cái đó lắm. Và bỏng nitơ lỏng nếu như các bạn xử lý được ban đầu đầu tiên rất đơn giản thôi, thì các bạn có thể cứu được cái chi đó, thì nó cứu được cái chi đó nha. Còn nếu như các bạn để lâu, các bạn xử lý không đúng đó, là cắt cục cái chi đó luôn. Vậy trong các bỏng này các bạn thấy tuy cái bỏng lạnh đó các bạn thấy nó bình thường thôi, nhưng mà khả năng hoại tử của nó rất cao. Nhưng thầy nói các bạn đơn giản như ví dụ bỏng nhiệt nha, bỏng do xăng dầu nó cháy đốt vậy nha, có khi bệnh nhân bỏng 50% vô hồi sức hô hấp cấp cứu luôn, nhưng khi chăm sóc khoảng vài tuần sau bạn, bệnh nhân có thể ổn định lại được hết ha, và có thể là không có tổn thương, thậm chí không để lại sẹo nữa, bạn chăm sóc tốt luôn nếu như thế, được chưa? Cho nên cái bỏng lạnh nó cũng nguy hiểm, các bạn nhớ này. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần thứ nhất là các tác nhân gây bỏng. Thì các bạn đọc rồi, giả sử thầy cho các bạn một số cái vấn đề như thế này, bụi lửa này, hoặc là trong trường hợp mà nước sôi này, cái này các bạn xếp nó thuộc dạng bỏng gì đây các bạn? Bỏng nhiệt. À, bỏng nhiệt được không? Rồi các bạn nhìn cái hình ở dưới này, cái hình này các bạn thấy chính cái tác nhân gây bỏng nó cũng có khả năng cho bạn biết được cái độ sâu của cái bỏng luôn. Các bạn có nhìn thử cái này, các bạn đoán được đây là một trạng thái bệnh nhân bỏng gì không? Bỏng ai chết thầy. Đúng rồi, cái trạng thái này là bệnh nhân bỏng axit các bạn, bệnh nhân mất đi lớp thượng bì rồi, bắt đầu nó đi xuống các tuyến mồ hôi rồi các bạn ha. Và các bạn biết rồi, nếu như dung dịch axit sulfuric đặc khoảng là 70% trở lên là nó sẽ ăn dần 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 xuống cái mô của bạn luôn. À, các bạn nhớ này ha. Rồi cái trạng thái này nữa các bạn, đây là một cái trạng thái bỏng điện nữa các bạn. Nếu như mà ở bên Liên Xô các bạn nhớ ha, thì người ta họ xét cái mức này là bỏng độ 3. Còn đối với ở Việt Nam chúng ta có thể xét cái bỏng này là bỏng độ 4, các bạn nhớ điều này ha, bỏng độ 4. Thì tí nữa chúng ta học, vậy sau này các bạn làm bài tập đó, đề nó yêu cầu bạn là phân loại bỏng theo Liên Xô hoặc là phân loại bỏng theo Việt Nam, hoặc là đề yêu cầu phân loại bỏng nhưng mà bạn phân loại theo cái nào thì các bạn phải chú thích rõ ràng, được chưa? Rồi đó là một cái dạng bỏng điện nha các bạn nha. Chúng ta bỏng điện thì chúng ta chưa sợ việc chúng ta chăm sóc vết thương đâu bạn, mà chúng ta cấp cứu nạn nhân hô hấp ngưng tuần hoàn trước đã, sau đó các bạn mới nói đến chuyện chúng ta xử lý vết thương. Còn bỏng này theo các bạn là bỏng gì biết không bạn? Các bạn có biết tình trạng này người ta gọi là bỏng gì không? Cá thì Bỏng này là một dạng bỏng nitơ lỏng đó bạn, bỏng lạnh đó, được chưa? Các bạn thấy những cái đầu chi đốt xa và đốt giữa của nó như thế nào, hoại tử hết, hoại tử hoàn toàn, hoại tử rất nhanh, bởi vì các bạn thấy cái tình trạng co mạch đó, mà đặc biệt trong vết bỏng nó có nguy cơ là nhiễm trùng là một, thiếu máu nuôi dưỡng cái vùng đó là hai, mà các bạn thấy rằng trong cái bỏng lạnh đó, nó co mạch đến mức là không có thể máu nó xuống nuôi dưỡng được nữa, đúng nào? Cho nên nếu như bạn để lâu hoặc các bạn xử lý không đúng đó, thì lúc này nó sẽ có nguy cơ là bệnh nhân như thế nào, hoại tử, được không nào? Hoại tử là phải cắt cục chi đó các bạn. Rồi vậy mức độ nặng hay nhẹ của bỏng nó sẽ phụ thuộc vào ba cái yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là độ sâu của vết bỏng, là mình sẽ phân thử nó là độ mấy, 1, 2, 3, 4 gì đó vân vân. Thứ hai là diện tích của vết bỏng là bao nhiêu phần trăm, và thứ ba là vị trí vết bỏng trên cơ thể ở đâu. Ví dụ các bạn thấy tuy là bệnh nhân bỏng nhưng mà cái diện tích rất nhỏ thôi các bạn, nhưng bỏng đường hô hấp nè, bỏng đường hô hấp này các bạn, hoặc là bỏng ở cái vùng tầng sinh môn chẳng hạn, nó khác so với bạn có diện tích bỏng khoảng 18% như ở một cái vùng lưng, ví dụ như thế. Các bạn nhớ điều này ha. Cho nên lúc này các bạn thấy cái vị trí bỏng nó cũng quyết định được cái đặc tính của cái mức độ nặng hay nhẹ của vết bỏng. Vậy bây giờ chúng ta vô đầu tiên là chúng ta phân loại bỏng theo diện tích nha. Cái này các bạn cố gắng thuộc. Chúng ta chỉ có ba cái diện tích thôi. Một đó là theo nguyên tắc số 9 của Wallace. Hai á, là chúng ta theo cái nguyên tắc của Lê Thế Chung.
là một giáo sư ổng ở Việt Nam chúng ta, và ba là các bạn theo nguyên tắc đó là Bloomkin, được chưa? Bloomkin là nguyên tắc chúng ta áp dụng cho vết bỏng nó không có gọi là tổn thương đồng nhất tại một cái vị trí mà có thể nó tổn thương nhiều vị trí nữa. Rồi, bây giờ phân loại vết bỏng, thứ nhất là chúng ta phân loại theo diện tích, và thứ hai là phân loại độ sâu. Thầy nói ở đây có nghĩa là gì? Đứng trước một bệnh nhân đứng bỏng bỏng đúng không? Bạn phân loại cả hai luôn, coi thử là bệnh nhân này bỏng độ mấy, diện tích bao nhiêu, chứ không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ nói diện tích không, cũng không có nói độ sâu không, không có ý nghĩa gì nếu các bạn không kết hợp hai điều này. À, các bạn nhớ ha. Rồi, thứ nhất cái nguyên tắc số 9 của Wallace cực kỳ dễ nhớ luôn các bạn. Đầu mặt cổ chúng ta 9%, được chưa? Đầu mặt cổ là 9%. Rồi, thân mình trước của bạn này, hay còn gọi là lưng và xin lỗi là ngực và bụng đúng không? Là tổng 18%. Trong đó cái vùng ngực là chính, là vùng bụng của bạn sẽ là 9%, được chưa? Một chi trên của bạn chính là 9%, một chi trên. Vậy tí nữa người ta họ nói các bạn mặt trước của chi trên, các bạn học giải phẫu rồi đúng không? Mặt trước của bạn như thế này, đây là mặt sau. Một chi trên hoàn toàn là 9, vậy mặt trước của chi trên có nghĩa là nửa chi trên, đúng không nào? Vậy theo bạn là mấy phần trăm? 4,5%. À đúng, 4,5%. Rồi, một chi dưới của chúng ta là 18%, thì có mặt trước sẽ là 9 và mặt sau của nó sẽ là 9, tổng là 18. Còn cái phần thân sau của bạn hay người ta gọi đó là lưng và mông á, thì tổng của nó là 18%. Thì nó chia ra đó là vùng lưng là 9% và hai mông của bạn sẽ là 9%. Còn cơ quan sinh dục của chúng ta là 1%. Vậy cái nguyên tắc số 9 của Wallace các bạn thấy nó rất là dễ thuộc đúng không? Áp dụng rất là hình, rất là đồng đều đối với những cái vết bỏng mà các bạn thấy nó tổn thương. Ví dụ như thế này, một bệnh nhân này đi xuống một cái hố vô tôi các bạn, họ bị sập, họ sập làm cho nguyên một cái vùng chi dưới và họ nhúng vào cái hố vôi, ví dụ như thế. Hoặc là bệnh nhân này đang đi phía sau mà bị một người nào đó tạt axit lên toàn bộ vùng lưng mông như thế, ở các bạn hình dung không? Hoặc là tạt ở vùng mặt trước vân vân, thì đó người ta gọi chung là cái vị trí chúng ta phân theo nguyên tắc số 9. Thì các bạn sẽ thấy rằng là bây giờ chúng ta bài tập xíu ha. Và trước khi làm bài tập thì hỏi lại các bạn nhớ không? Bây giờ thầy hỏi các bạn trả lời cụ thể luôn nha. Bây giờ một chi trên là bao nhiêu phần trăm nữa ạ? 9%. Một chi dưới là bao nhiêu nào? 18%. Vậy một mặt trước của chi dưới thì bao nhiêu phần trăm? 9%. Rồi, vùng mông của bạn là bao nhiêu phần trăm nào? 9%. Một thân trước của bạn là bao nhiêu phần trăm? Thầy gọi thân trước là gọi chung nha. 18%. Và thầy chắc chắn một điều này ai còn biết cơ quan sinh dục bao nhiêu phần trăm nào? 1%. Theo các bạn thấy tuy cái diện tích của nó nhỏ nhưng mà các bạn thấy cái hậu quả cũng như cái vị trí của nó rất là lớn, đúng không nào? Vậy giờ các bạn làm nhanh cho thầy một cái bài chúng ta phân loại theo cái nguyên tắc số 9 của Alice nha. Một bệnh nhân bỏng nước sôi vùng cánh cẳng bàn tay phải. Ừ, đặt đi kỹ ha. Và nửa thân mình trước thì họ diện tích bỏng của bệnh nhân là bao nhiêu phần trăm? Em biết không? Một bệnh nhân bỏng nước sôi vùng cánh cẳng bàn tay phải và nửa thân mình trước và diện tích bỏng của bệnh nhân bao nhiêu phần trăm? 18%. À, bạn nào trả lời 27 đây. 27 là sai rồi. Ừ, diện tích của mình sẽ là 18%. Vậy các bạn tính sao ra 18 nè. Giờ các bạn thấy rằng là bỏng ở vùng cánh cẳng bàn tay thì đó là một chi vậy bạn, một chi trên. Bình thường phải đúng không? Là 9%. Các bạn có học giải phẫu các bạn phải thiếu được những cái vị trí, ví dụ như cái vùng này người ta gọi là cánh tay, cẳng tay, bàn tay, vùng đùi, cẳng chân, bàn chân, vùng mông, vùng lưng, hoặc là vùng gáy, hoặc vùng cổ là vùng phía trước, còn vùng gáy là vùng phía sau. Tí nữa các bạn thấy cái điều đó nó khác nha. Ví dụ như tí nữa các bạn thấy đến nguyên tắc 1369 hay còn gọi là nguyên tắc con số gọn đó các bạn. Thì nhiều bạn sẽ hỏi thầy cả một câu như thế này nè. Thầy ơi, lỡ như người ta họ bỏng không có bỏng đều giống như thế này thì sao? Thì làm sao chúng ta chẩn đoán được? Đúng. Trong trường hợp các bạn thấy đây là nguyên tắc số 9 của Wesley thì nó phân vùng cơ thể của bạn như thế. Nhưng mà trong một cuộc bỏng các bạn thấy nó đâu phải bỏng đều đẹp như thế này đâu, đúng không các bạn? Thì người ta có một cái nguyên tắc nữa, đó là nguyên tắc con số gọn hay còn gọi là nguyên tắc 1369 của Lê Thế Trung. Thì nó sẽ chia nhỏ cho bạn nữa. Còn nếu như nó không đồng đều nữa thì vẫn còn nguyên tắc các bạn, gọi là nguyên tắc Bloomkin, được chưa? Vậy giờ các bạn cứ đi từng cái nguyên tắc đầu tiên, thứ nhất đó là nguyên tắc số 9 này nha. Vậy cách giải các bạn như sau, thì vùng cánh tay, cẳng tay, bàn tay phải, người ta không nói mặt trước mặt sau có nghĩa là bị toàn bộ đúng không? Cho nên đây hết một chi trên gọi là 9%. Được chưa? Nửa thân mình trước của bạn gồm có ngực và bụng. Bây giờ tổng của nó là 18% mà người ta tính nửa thân mình trước thì là 9%. Vậy lúc này tổng của chúng ta là 9 cộng 9 là bằng 18%, đúng rồi, cánh tay 9 cộng nửa thân chia 2. Đúng không nào?
sẽ bằng 18 chia 2 là 9%, tổng chúng ta là 18%, được chưa? Vậy bài của đó rất là dễ ha. Thứ hai, một bệnh nhân mỏng axit ở mặt sau chi trên, hai chi trên nha, ở mặt sau hai chi trên và toàn bộ vùng lưng mông, hỏi diện tích mỏng bệnh nhân là bao nhiêu, giống như bệnh nhân đang đi xong rồi nó bị tạt ở phía sau, ví dụ như vậy. Rồi các bạn suy nghĩ trả lời nào. 36%. Bao nhiêu chị? 26 hả? 86. 27. 27. 27 á thầy. 27 phải chưa? Rồi. 7. 27 hả? Rồi 27 đúng không? Rồi. Dạ. Bạn tính sao nè? Các bạn thấy những nguyên tắc này hơn, nếu như mà các bạn mà điều dưỡng mà họ học năm 2 học về ngoại khoa, về chăm sóc cấp cứu bỏng là cái này họ thuộc lòng luôn rồi bạn ha. Nên các bạn giờ mình học sơ cứu ban đầu, cho nên khi mình thấy một bệnh nhân đó bao nhiêu, hoặc là ví dụ như giờ các bạn thấy là dịch bệnh đúng không, nhiều trường hợp mà chúng ta chỉ có tư vấn online thì có nhiều khi các bạn có thể gọi điện đến những cái chuyên gia đó vân vân, thì nói ừ bỏng bao nhiêu phần trăm, độ ấy ở vị trí đó, thì họ cũng cho bạn cái hướng xử lý như thế nào nếu như chúng ta biết cách tư vấn online như vậy. Ví dụ như thế, thì một bệnh nhân bị bỏng axit ở mặt sau hai chi trên, bây giờ các bạn thấy nè, bây giờ chi trên của chúng ta là 9%, hai chi trên là 18%, nhưng nó chỉ ở mặt sau hai chi trên thôi, có nghĩa mặt sau của tay trái và mặt sau của tay phải không? À, thì nó sẽ là mỗi bên là 4,5%, cộng lại là bạn sẽ là 9%, được chưa? Và toàn bộ vùng lưng mông của bạn sẽ là 18, cộng với 9 nữa là sẽ 27%, được chưa? Vậy tổng của bạn sẽ là 27%, nhớ nào? Rồi, các bạn xem câu số 3. Một bệnh nhân bỏng điện toàn bộ mặt trước vùng chân trái và cơ quan sinh dục, hỏi diện tích bỏng bệnh nhân là bao nhiêu phần trăm? 10% à? Bao nhiêu các bạn? 10% rồi. 10% rồi. 10% đúng không? Rồi, các bạn tính ra 10 chưa? Đúng rồi. Vậy các bạn thấy nè, một bệnh nhân bỏng điện toàn bộ mặt trước vùng chân trái, toàn bộ mặt trước, tức là đề nó, các bạn thấy không? Đề nó rất là hoàn hảo đúng không bạn? Nhưng mà tất nhiên trên lâm sàng các bạn sẽ không thấy hoàn hảo đâu. Thì tí nữa các bạn không hoàn hảo thì các bạn cũng có cách để fix. Bây giờ các bạn thuộc bài tiếng lại đúng không? Toàn bộ mặt trước vùng chân trái, mà mặt trước của vùng chân trái sẽ là 9%, tại vì một chi trước của bạn sẽ là bao nhiêu nào? À, 18, mà mặt trước của bạn sẽ là 9, đúng không bạn? Và cơ quan sinh dục nữa, 1%, 10%. À, các bạn thấy không? Nếu như mà các bạn không xét đến cái tác nhân gây bỏng này, độ sâu này, mà các bạn chỉ xét đến diện tích thôi, thì các bạn thấy rằng là cái câu 3 tuy diện tích của nó chỉ có 10% thôi, nhưng mà nó thuộc cái dạng là nặng hết các bạn. Nhớ không? Nặng ha. Nguy cơ bệnh nhân tử vong là 1 này, tổn thương cơ quan sinh dục là 2 này, hoặc là nguy cơ nhiễm trùng rất là cao so với trường hợp những bệnh nhân bỏng những cái vùng mà có diện tích cao hơn. Cho nên họ xét là xét cái gì? Diện tích, độ sâu và vị trí nữa. À, các bạn nhớ ha. Vậy tổng diện tích của bệnh nhân này là 10%, được chưa? 10%. Rồi. Bây giờ cái trong trường hợp mà các bạn sẽ thấy rằng là bệnh nhân mà có hiện tượng đó là vết, tức là trong cái đầu mặt cổ của bạn đúng không? Nó sẽ chia là gì? Vùng mặt, vùng cổ, vùng gáy và vùng da đầu có tóc. Các bạn nhớ không? Hoặc là vùng cánh tay của bạn nè. Phía chỗ là một cái cẳng tay, một cái chi trên nó sẽ gồm có cánh tay, cẳng tay và nó có lòng bàn tay. Đúng không? Chi dưới của bạn thì nó lại có gì? Có đùi, có cẳng chân và có lòng bàn chân. Rồi mặt trước của bạn có ngực và bụng, mặt sau thì có lưng và mông. Thì bây giờ cái nguyên tắc của Lê Thế Trung của chúng ta ở Việt Nam mình đó ha, các bạn thấy Việt Nam ngành bỏng rất là mạnh, đặc biệt là viện bỏng quốc gia ở Hà Nội. Các bạn nhớ điều này ha, phát triển cũng như là các bạn thấy rằng là gần như là điều trị cấp cứu là tuyến cuối của đất nước mình rồi đó, là ở bỏng ở Bắc rất là mạnh cái điều đó. Cho nên các bạn thấy là Việt Nam ngành bỏng của mình mạnh lắm, nhiều nước khác nó cũng qua nó sẽ học theo cái phác đồ của Việt Nam mình luôn. Các bạn nhớ ha. Rồi, thì cái nguyên tắc 1369 của Lê Thế Trung người ta còn gọi là nguyên tắc con số gọn nha các bạn nha. Thì thứ nhất các bạn thấy những cái vùng có 1% này, thì các bạn thấy rằng là những cái nguyên tắc này nó hoàn toàn tương ứng với cái nguyên tắc của cái Wallace, nhưng mà chẳng qua các bạn chia nhỏ nó ra thôi, đúng không? Thì thứ nhất 1% ở đâu? Là ở gan bàn tay hoặc mu tay, được tính bằng sau. Gan bàn tay là từ vùng cổ tay tới tận cùng các ngón tay, được chưa? Mu tay của bạn là từ cổ tay mặt ngoài cho đến tận cùng các ngón tay. Rồi, phần cổ là phần phía trước ở vùng thanh quản, phần gáy là phần phía sau, và cơ quan sinh dục cũng như là tầng sinh môn. Các bạn có phân biệt được tầng sinh môn là cái gì không? Ai biết không? Bây giờ thầy hỏi, cơ quan sinh dục các bạn biết rồi, ví dụ như ở người nam là dương vật và da điều đúng không? Hay người ta còn gọi, đúng là dương vật và da điều. Còn đối với ở người phụ nữ thì các bạn sẽ thấy người ta gọi là âm hộ. Trong âm hộ nó sẽ gồm có môi lớn, môi bé, đúng chưa nào? Nhưng bây giờ các bạn thấy rằng là đối với cái tầng sinh môn đó là cái gì? Thì các bạn nhiều khi không có hình dung ra, một số bạn chưa hình dung ra. Thì các bạn thấy rằng là
Đối với người phụ nữ, các bạn sẽ thấy là cái âm hộ phía trên, hậu môn ở phía dưới. Còn người nam, các bạn sẽ thấy là cái góc dương vật ở phía trên, sau dưới đó là hậu môn ở dưới. Thì cái đoạn mà từ cái phần cơ quan sinh dục cho tới lỗ hậu môn thì người ta gọi vùng đó chính là tầng sinh môn. Cho nên sau này các bạn thấy người phụ nữ mà khi đẻ các bạn, đến cái giai đoạn mà chuyển dạ và đầu thai nhi nó thập thò ngoài âm hộ rồi đó, thì lúc này họ phải chỉ định cắt cái tầng sinh môn đi, ví dụ ở muốn 7 giờ hoặc là muốn 5 giờ cắt để cho nó rộng ra, nên thai nó đẻ ra, nó sổ ra nó dễ hơn và nó không có bị rách tầng sinh môn. Hoặc là sau này các bạn nghe những căn bệnh như là bệnh nhân là bị ép xe ở cạnh hậu môn tầng sinh môn, hoặc là bệnh nhân tấn thương ở vùng tầng sinh môn, ví dụ như thế, thì chúng ta biết ha, thì cái vùng đó nó sẽ chiếm cái diện tích là 1%, được chưa? Vùng thứ hai có diện tích 3%, đó là da đầu có tóc là một. Cái thứ hai là vùng mặt của bạn, được không nào? Và cái thứ ba, một cẳng tay và một lòng bàn chân là 3%. Các bạn nhớ điều này ha, cẳng tay và bàn chân là 3%. Rồi bây giờ các bạn chuyển sang đó là cái diện tích 6%, đó là ở vùng cẳng chân nha các bạn nha. Cẳng chân là cái vùng này từ gối cho tới mắt cá, rồi hai mông là 6%. Vùng có diện tích là 9%, như là một chi trên nè, một vùng đùi này các bạn, một chi dưới của bạn là tổng 18%, trong đó đùi của bạn chiếm 9%, cẳng chân của bạn chiếm 6%, đúng như nào, và đầu mặt cổ của bạn cũng 9%. Còn vùng mà 18% là vùng rộng, mình sẽ cần có cái gì? Thứ nhất đó là vùng thân trước, thứ hai là vùng thân sau, và cái thứ ba là một chi dưới, giống như cái nguyên tắc của Wallace, đúng không bạn? Cái này giống nguyên tắc Wallace, cái này cũng giống nguyên tắc của Wallace, nó cũng từ Wallace mà ra, chẳng qua chúng ta chia nhỏ nó ra thôi. Rồi một câu đặt ra nữa đó là gì? Nếu như mà thầy nó không bị bỏng đều ở một cái vùng cẳng tay, mà nó chỉ bỏng chỉ có một cái vị trí ở vùng cẳng tay thôi chứ nó không bỏng hết, thì người ta sẽ áp dụng một cái nguyên tắc, đó là nguyên tắc bàn tay của Blocking tính theo cm vuông. Vậy các bạn cứ thấy rằng là gì? Cứ một cái này các bạn đó, được chưa? Một cái bàn tay của bạn này thì nó sẽ cho diện tích bỏng là 9%. Xin lỗi là 1%, được chưa? Vậy các bạn ướm chườm lên cái vết thương cũng như là vết bỏng đó. Bạn thấy nó bỏng toàn bộ vùng này, cộng thêm nó có một cái vết nằm ở ngay gần vùng đùi, thì các bạn sẽ cộng lại nó ra được diện tích là ví dụ như là 7%, ví dụ như thế 4%, được chưa? Vậy thầy hỏi các bạn một câu là cái nguyên tắc bàn tay của Blocking là chúng ta tính theo là cái từ cổ tay cho tới tầm đầu của các ngón tay này, là nếu như bạn ướm chùm lên vết thương á thì nó sẽ cho diện tích là 1%. Vậy giờ thầy hỏi, nếu như bây giờ bệnh nhân vô viện đúng không, là một đứa con nít, hoặc là một bệnh nhân vô viện là một người lớn, thì các bạn thấy cái diện tích da ở bên trên tất nhiên nó sẽ khác nhau từng người rồi. Ví dụ như là các bạn sẽ lấy tay của bạn, các bạn ướm lên trên da con nít á, thì lúc này các bạn thấy cái vết bỏng của con nít nó rất là nhỏ đúng không? Nhưng mà khi bạn ướm lên người lớn thì các bạn thấy cái tay của bạn sẽ nhỏ hơn lại của người lớn, ví dụ như thế. Vậy thầy hỏi các bạn nè, cái quy tắc bàn tay của Blocking là chúng ta ướm chừng bằng cái lòng bàn tay của bệnh nhân hay là của người nhân viên y tế, ai biết không? Của bệnh nhân. Của bệnh nhân, các bạn nhớ ha, của bệnh nhân nha. Cho nên ví dụ như con nít nè, nó chút xíu như thế này nè, nó bỏng 1% thì chúng ta ướm cái lòng bàn tay của nó. Còn bây giờ một ông nào đó, ông nặng khoảng 80-90 kg không không, thì bạn phải ướm chừng cái bàn tay của họ, chứ bàn tay của chúng ta nó có thích ứng được với cái tỷ lệ cơ thể họ không? Hoàn toàn không. Cho nên sau này ví dụ các bạn học như thế này nè, các bạn học huyệt đúng không, các bạn học ví dụ như là huyệt túc tam lý, đo từ đầu tụy là bên ngoài xuống bánh chè, đo xuống ba thốn. Hoặc là ví dụ các bạn học như huyệt cách du, từ cột sống thắt lưng ở ngang với đốt sống ngực 7 đo ra là 2 thốn 2 thốn 1 thốn rưỡi gì đó, 7 thốn ở đây, hoặc là 1 thốn 2 thốn ở đây, có nghĩa rằng là bạn đo là bằng cái thốn, ví dụ như thế này nha, các bạn nhớ không, 2 thốn nè, 3 thốn nè, 1 thốn rưỡi nè, vậy thốn ở đây các bạn thấy không, từ cái này các bạn đo ra bao nhiêu cm đó, thì người ta gọi là thốn bên y học cổ truyền. Nhưng mà người ta nói như thế rằng là bạn phải hiểu ngầm là cái thốn đó là theo kích cỡ tay của bệnh nhân hay là tay của người khám mà. Tay bệnh nhân. Bệnh nhân. Đúng rồi, tay của bệnh nhân. Đúng rồi. Rồi các bạn hiểu điều này không? Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta ướm chừng nó sẽ mang cái tính chất là tương đối. Cho nên chúng ta phải áp dụng theo cái tỷ lệ của người, của bệnh nhân. À, các bạn nhớ ra điều này ha. Ví dụ như một đứa nhỏ chẳng hạn, mà các bạn ướm chừng cái huyệt theo đúng cái thốn của cái tỷ lệ của tay các bạn á, thì nó sẽ ra cái vị trí khác ngay, sai ngay, được chưa? Thì đó là cái phân loại bỏng theo diện tích. Giờ các bạn chuyển sang phần thứ hai, đó là chúng ta phân loại bỏng theo độ sâu. Thì các bạn thấy rằng là trong phân loại bỏng theo độ sâu á, thì các bạn sẽ đi phân loại cho thầy theo của Liên Xô và phân loại theo của Việt Nam. Đối với Liên Xô nó sẽ có 3 độ, nhớ. Còn đối với Việt Nam chúng ta sẽ có 5 độ.
Các bạn đọc tài liệu nó rất là dài, nó rất là khó, không yêu cầu bạn thuộc như thế. Nhưng thầy chỉ cần giúp cho các bạn nói cho một câu thôi, một câu duy nhất thôi, là nó sẽ là bỏng độ mấy, được chưa, trên hình ảnh hoặc là trên cái lâm sàng của bệnh nhân. Bây giờ bỏng độ 1, các bạn chỉ nói một câu như sau: bệnh nhân tổn thương ở lớp sừng hết rồi. Bệnh nhân tổn thương ở lớp sừng. Ví dụ giống như các bạn đi ra ngoài đường, các bạn chạy khoảng là 2-3 tiếng ở dưới trời nắng, các bạn về các bạn thấy ngay cái vùng cổ tay bạn phía sau mà được bọc áo thì nó không sao. Chính cái vùng mà các bạn tiếp xúc với nắng nó sẽ ửng đỏ hơn, nó thay đổi màu sắc hơn, đúng không nào? Hoặc trong trường hợp này các bạn thấy người ta họ mang đôi dép lào này thì nó thay đổi màu sắc. Thì các bạn thấy là việc mà các bạn bị cháy nắng, một trong những cái tình trạng này người ta gọi là bỏng độ 1. Người ta nói là bỏng độ 1 là bỏng phần trên của lớp bị bì, chính là bỏng tổn thương lớp sừng. Hoặc là ví dụ như bạn bị nước sôi, đúng không nào bạn? Nó chế bị va lên tay của mình hoặc là bị dầu nó bắn lên á, thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, có những người các bạn nếu như xử lý tốt hoặc là cái cơ địa của bạn không tạo sẹo hoặc là không có ảnh hưởng gì đó, thì các bạn xử lý xong á thì cái chỗ đó nó chỉ ửng đỏ thôi, nó rát, nó khó chịu thôi, hết, không có gì hết, cũng là bỏng độ 1. Nhưng mà nếu bắt đầu các bạn thấy gì, nhiều khi các bạn đụng vô cái nút phòng đó, đụng vô cái bô xe máy đó, đúng không, nó đâu nó rát vậy, các bạn có rửa cỡ nào đi, hoặc là nước xô nó vô tình nó bắn lên người bạn, bạn có rửa cỡ nào đi, vân vân, thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là tự nhiên một thời gian sau hoặc là tí nữa các bạn sẽ thấy nó hình thành nên một cái vòm. Cái vòm này chứa dịch ở bên trong, hay người ta gọi đó là nút phòng, bắt đầu nó chuyển sang độ 2 luôn. Ở cho nên thầy nói rõ các bạn hiểu không, bỏng độ 1 là bỏng tổn thương lớp sừng thứ nhất, cái thứ hai bỏng này có hiện tượng đó là nấm đỏ rát ở đó nhưng chưa hình thành nên cái vết hồng, được chưa? Thì tất nhiên trong trường hợp này các bạn thấy vết bỏng nó nhanh chóng nó phai đi hết đi sau đó ít nhất là 3 ngày, cho nên các bạn chưa nhớ thầy độ 1 nó như thế đối với theo Liên Xô nha các bạn nha. Giờ các bạn chuyển sang độ 2. Độ 1 tức là phần trên biểu bì, chính là lớp sừng. Độ 2 chính là tổn thương ngay tại lớp biểu bì luôn, được chưa? Độ 2 là tổn thương ngay lớp biểu bì luôn. Mà các bạn học rồi, cái lớp biểu bì của chúng ta nó sẽ gồm có các tế bào gì? Melanin. Tế bào thứ hai là tế bào biểu bì, gồm có cái tầng nền và tầng đáy, đúng không nào? Thì nếu như trong độ 2 nó tổn thương ở tầng nền đó các bạn, thì người ta gọi là độ 2A. Còn nó tổn thương ở màng đáy, người ta gọi là độ 2B. Làm sao biết được màng nền hoặc là màng đáy? Đơn giản lắm. Khi mà các bạn thấy ví dụ một bệnh nhân bị bỏng nước sôi hoặc là bỏng bỏng canh nè, hoặc là bỏng nhiệt để vân vân, mà nó xuất hiện đốt phòng, chắc chắn các bạn sẽ chẩn đoán là độ 2 của Liên Xô, không là độ 1 nữa nha. Thậm chí các bạn ở đây có ai mà chơi game hồi nhỏ không? Các bạn chơi game PlayStation á, các bạn chà 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 những cái ngón mà các bạn thấy những ngón cái của bạn nó bị sao? Nó rờ một cái nút phòng lên không? Đó cũng gọi là bỏng độ 2 các bạn. Tuy nó một vết nhỏ thôi nhưng mà nó là bỏng độ 2, là nó tổn thương ngay tại cái lớp biểu bì của các bạn rồi, hay còn gọi là lớp thượng bì. Còn nếu nó tổn thương cái phần đầu lớp thượng bì các bạn, thì người ta gọi là độ 2A. Cấu trúc của nó chính là cái vòm nước, cái bỏng của bạn nha, nó chứa dịch rất là trong, các bạn nhớ không? Nhưng mà bắt đầu dịch này nó chuyển sang màu ngà, màu vàng đục các bạn, thì các bạn chuyển sang độ 2B, đó là nó tổn thương đến lớp đáy rồi, nguy cơ nhiễm trùng rồi. Cho nên tí nữa các bạn sẽ thấy rằng có nhiều trường hợp tại sao bệnh nhân xuất hiện nốt phòng, thầy yêu cầu bệnh nhân có thể là chặt cái vết bỏng đó, nhưng một số trường hợp không được phép chặt, các bạn nhớ không? Trong trường hợp nào các bạn mới được làm, được không? Vậy bây giờ tới độ 2. Độ 2A là gì các bạn? Thứ nhất, các bạn đừng có cần phải nói nó làm cái gì hết, chỉ cần hiểu cho thầy là độ 2A là tổn thương ở cái phần phía trên của lớp thượng bì, đúng không? Lúc này có nút phỏng, và nút phỏng ở bên trong các bạn nhớ thầy là dịch trong, được chưa? Còn đối với cái độ 2B, các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có hình tượng đó là dịch gì nào? Màu gì các bạn? Màu đục, có nguy cơ là nhiễm trùng, các bạn nhớ thế này. Thì trong trường hợp các bạn có độ 2A, các bạn không được phép chọc vết bỏng. Các bạn chỉ có một cái vết bỏng ngay cái đầu ngón cái thì không nói nha. Các bạn thấy những cái người bệnh nhân họ bỏng không? Bỏng toàn thân, gần như là bỏng 50%. Thì các bạn thấy là phỏng, nước phỏng nó nổi khắp cơ thể bệnh nhân. Mà đặc biệt nếu cái bộ 2A các bạn không được chọc. Các bạn mà chọc như thế, thứ nhất đó, các bạn có nguy cơ là bệnh nhân nhiễm trùng. Và cái thứ hai nữa là các bạn thấy bệnh nhân sẽ mất huyết tương. Các bạn thấy bệnh nhân bỏng không? Khi bệnh nhân có nguy cơ trụy mạch, sốc bỏng không? Hai cái cơ chế gây ra, một đó là sốc do đau. Hai là bệnh nhân sốc do mất huyết tương, thuộc gọi là sốc giảm thể tích. Các bạn nhớ này, trong trường hợp các bạn cấp cứu bỏng, nếu như một bệnh nhân bỏng vô cái hiện tượng trụy mạch, các bạn biết một ngày thầy truyền cho bệnh nhân bao nhiêu lít không? 7-8 lít dịch là bình thường đó bạn. Họ mất nước, họ mất vào cái bỏng rất là nhiều như vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, các bạn thấy rằng là cái lớp da của chúng ta có một cái chức năng đó là nhiễm trùng và bảo vệ. Các bạn thấy không, những cái yếu tố vi sinh vật bên ngoài nó luôn xâm nhập vào. Cho nên các bạn thấy là khi một bệnh nhân, một đứa trẻ nó bị bỏng, đúng không ạ, ngoài việc chúng ta dùng thuốc giảm đau hoặc là dùng những cái mỡ hoặc là những cái thuốc mà có khả năng sát trùng vết thương ra, các bạn vẫn phải cho nó dùng kháng sinh. Lý do tại sao? Đã mất đi yếu tố bảo vệ rồi, vi khuẩn có khả năng xâm nhập gây tình trạng nhiễm trùng nguy cơ như vậy, nên bắt buộc phải dùng kháng sinh mặc dù nó chưa có dấu hiệu nhiễm trùng. Các bạn nhớ cái điều này không? Thì đó là cơ chế của cái việc mà hình thành lên. Còn khi bắt đầu nó chuyển sang độ 2B rồi, là cái nút phỏng bên trong nó đục rồi, nó có nguy cơ nhiễm trùng rồi,
bạn mà không tập ra thì nó sẽ gây tình trạng bệnh nhân có thể là sốt này, nhiễm trùng này, hoặc là nó gây viêm lâu lành cái vùng vết thương đó, và chúng ta sẽ chọc sát cái bờ của cái vùng mép chân của cái vòng vòng nước phỏng đó để cho dịch nó thoát ra ngoài, và sau đó chúng ta tiến hành rửa bằng Movidin và chúng ta băng lại. Các bạn nhớ ha, đó là độ 2. Thì bắt đầu khi bạn tổn thương tới cái tuyến mồ hôi, các bạn nhớ ha, hay còn lớp trung bì và dưới cái lớp hạ bì nó, thì người ta gọi là bỏng độ 3. Có nghĩa là bỏng các bạn đi qua lớp gì rồi bạn? Bỏng các bạn đi qua lớp gì rồi bạn? Hay biết không? Là lớp trung bì. Các bạn nhìn nè, cái lớp thượng bì nha, khi mà hồi nãy chúng ta coi cái giải phẫu của da đó, các bạn cái lớp thượng bì đó, nó rất là mỏng đúng không? Lớp trung bì nó dày hơn bởi vì nó có tổ chức thần kinh, mạch máu cũng như là tuyến mồ hôi, rồi lên lớp hạ bì. Nhưng mà khi họ phóng lên cho các bạn xem cái lớp thượng bì của bạn này, nó gồm có gì? Lớp sừng. Cái lớp sừng là cái lớp gì mà hàng ngày các bạn cà 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 nó ra những cái hòm màu đen đó các bạn. Cái lớp sừng á, dân gian gọi chung là lớp tế bào chết các bạn. Được không nào? Và chính vì bạn cà cà xong rồi bắt đầu các bạn rửa mặt, các bạn có rửa kỹ chặt sau, các bạn sẽ thấy da mặt bạn sáng hơn. 3 năm ngày sau nó đen lại. Xong bạn rửa mặt kỹ da nó sáng hơn. Cứ những cái tổ chức lớp hạt, người ta gọi đây là tế bào bì ha. Bạn nhớ ha, thì nó sẽ gồm có những cái gì, lớp gai, lớp hạt, lớp sáng, lần lần nó cứ đùng lên các bạn, thay đổi theo huyết tố. Cho nên các bạn thấy khi các bạn ở trong mát nè, hoặc là khi bạn ăn uống nè, ăn uống nha các bạn nha, hoặc là khi các bạn vệ sinh nè, da của chúng ta luôn thay đổi màu sắc liên tục, các bạn nhớ này ha, được chưa? Rồi, các bạn, ví dụ giống như các bạn sẽ thấy là trong trường hợp mà bệnh nhân đi truyền trắng không? Các bạn học rồi, đi truyền trắng là nó truyền glucosamine các bạn, không có chuyện gì hết á. Glucosamine là một loại enzyme do gan các bạn tổng hợp lên. Nó có tác dụng gì? Nếu như mà các bạn học về một cái cơ chế của thuốc hạ sốt paracetamol, được chưa? Paracetamol, các bạn sẽ biết này, thuốc này là một thuốc giảm đau hạ sốt và gần như rất thông dụng với các bạn luôn. Thậm chí là các bạn là bác sĩ, đến khi bạn dùng thuốc này luôn, có nghĩa rằng là ai cũng có thể dùng được cả. Thậm chí là các bạn có thể dùng một cách gọi là lạm dụng nó, ví dụ như thế. Thì các bạn thấy rằng cái paracetamol này gần như là, các bạn thấy không ạ? Cơ thể chúng ta khi uống một loại thuốc nào đó đi vào, thì thuốc này khi nó đi qua gan nó sẽ thực hiện quá trình chuyển hóa. Bốn cái số phận của thuốc khi nó xâm nhập cơ thể chúng ta là gì? Một, các bạn uống vào thì gọi là hiện tượng hấp thu, được chưa nào? Xâm nhập và hấp thu. Khi bạn uống vô đúng không nào, thì nó sẽ cái hiện tượng đó là xâm nhập, tức là hiện tượng tiếp hấp thu vào, sau đó bạn chuyển hóa, bắt đầu đi hấp thu ở các mô và sau đó đi thải trừ, hấp thu rồi chuyển hóa rồi thải trừ, được không? Thì khi mà các bạn thấy cái thuốc paracetamol nó được chuyển hóa ở gan á, thì những cái chất độc khác, ví dụ như các bạn thấy một bệnh nhân bị ngộ độc rượu, hay còn gọi là ngộ độc methanol, rất là nguy hiểm. Bệnh nhân có thể vô cơn hôn mê gan cấp ngay các bạn ha, methanol. Thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta uống rượu 5-7 phút sau là rượu nó vào máu rồi. Tại vì ngay tại dạ dày các bạn ha, tuy dạ dày chúng ta không có tính chất hấp thụ những cái nước tiêu hóa đâu, nhưng mà một số chất vẫn có thể thấm nhập vào được dạ dày. Ví dụ như rượu nè, hoặc là nước nè, hoặc là ví dụ như một số thuốc chất độc như thuốc atropine, hoặc là những chất độc nó có thể thấm được vào dạ dày. Cho nên các bạn thấy các bạn uống rượu không? Bệnh nhân có thể là tăng được cái nồng độ rượu trong máu các bạn ngay tức khắc rồi. Nhớ điều này ha. Thì các bạn thấy methanol nó sẽ đi tới gan, nó bắt đầu nó khử ngay, nó độc cho gan lắm. Cho nên một số trường hợp các bạn thấy bệnh nhân mà vô trong trường hợp ngộ độc rượu rồi các bạn, thì người ta có một cái phương pháp cấp cứu cho bệnh nhân, đó là các bạn đặt cái ống xông dạ dày. Đặt cái ống xông dạ dày có nghĩa là sao? Các bạn đút một ống đi vào dạ dày của bệnh nhân. Sau đó người ta dùng liệu pháp, đó là cái này cũng gọi là cái tà đạo, nhưng mà nó cứu được bệnh nhân bạn. Truyền dịch thì không nói, nhưng mà các bạn sẽ bơm bia. Các bạn nhớ không? Bơm bia, bia Tiger rồi đó các bạn. Thì trong cái bia của bạn thành phần lại tính là ethanol, được chưa? Thì ethanol đó các bạn, thì khi đi vào cơ thể của bạn đó, thì gan nó ưu tiên nó chuyển hóa ethanol trước. Nhớ không? Nó không có chuyển hóa methanol. Khi nào chuyển hóa xong ethanol rồi thì nó mới chuyển hóa methanol. Cho nên các bạn thấy rằng là lúc này nó ưu tiên nó chuyển hóa ethanol. Thì trong cái quá trình nó chuyển hóa như thế thì methanol nó không được chuyển hóa, thì nó cứ đi một vòng gan và được thải trừ qua thận. Cho nên lúc này nó sẽ giảm được đặc tính. Và lúc này nếu như bệnh nhân được lọc máu nữa thì quá tốt các bạn ha. Đó là cách chúng ta xử lý như vậy. Vậy ý câu thầy nói các bạn có nghĩa là gì? Khi mà cơ thể của chúng ta mà tiếp nhận một loại thuốc này vào, thì thuốc nó khi qua gan thì gan chúng ta phải chuyển hóa thành một cái dạng gì đó, đừng có độc cho cơ thể. Nhưng tất nhiên cũng có dạng sẽ gây độc, đặc biệt ví dụ như para. Para mà khi mà đi qua gan các bạn, nó chuyển thành một cái chất rất độc, người ta gọi đó là NAPQ, được chưa? NAPQ. Thì cái NAPQ này các bạn sẽ nhớ cho thầy nè, cái chất này nếu như mà nó tồn tại một cái lượng rất ít trong máu, thì nhờ vào một cái glutathione ở gan, các bạn nhớ không, thì nó được tiết ra, thì glutathione này nó sẽ chuyển cái chất mà chất độc các bạn, cái chất độc này người ta gọi là một chất độc enzyme của benzen các bạn ha, nó chuyển sang một cái dạng đó là dạng không độc nữa các bạn, và nó được đào thải ra nước tiểu ra ngoài.
Nhưng mà nếu như các bạn cứ lạm dụng, các bạn uống rất là nhiều, ví dụ như là nguyên tắc uống thuốc hạ sốt là gì? Một lần các bạn uống sau đó 4-6 giờ xong uống lại. Uống xong các bạn học cơ chế thì giải thích các bạn nó rồi ha. Các bạn uống xong 5 phút sau hoặc là 1 tiếng sau còn sốt làm thêm liều nữa. Rồi cứ sau này cứ thấy cái đau đầu cái uống cái liều thuốc, hoặc là đi nhậu về thấy đau đầu uống rượu cũng làm liều thuốc, hoặc nhiều khi người ta tự tử luôn uống thuốc các bạn, uống paracetamol. Ví dụ người ta họ quy ước rằng là một ngày các bạn chỉ dùng được tối đa là 4 gram paracetamol thôi, vậy một viên 500 paracetamol các bạn chỉ dùng được 8 viên một ngày thôi. Các bạn vượt trên cái mức này dùng kéo dài trong 5 đến 7 ngày, hoặc là khi mà các bạn dùng một lần liều 10 gram trong ngày luôn, tức là 20 viên các bạn tự động tự tử như thế, thì điều gì? Các bạn sẽ thấy rằng khi nó đi qua gan, gan nó chuyển hóa, có thể nó chuyển hóa ngày hôm nay, không hết ngày mai, ngày mốt, vân vân. Trong 5 ngày bệnh nhân có hội chứng hôn mê gan các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là gan nó sẽ chuyển hóa cái chất paracetamol đó, đúng không? Cho ra hợp chất đó là natriu, như thầy mô tả ở trên này này, đó, natriu. Thì cái natriu này là một cái chất độc. Được chưa? Sau khi gan của chúng ta lại tổng hợp lên một cái chất gọi là glutathione. Chất này nó sẽ chuyển hóa cái natriu thành không độc đi ra ngoài. Nhưng trong trường hợp này các bạn uống quá nhiều thì glutathione này không được tiết ra và không có đủ, cho nên natriu này nó tồn tại ở bên trong máu và trong gan, dẫn đến nó quay ngược lại, nó tấn công tế bào gan không hồi phục, làm cho tế bào gan bạn tổn thương không hồi phục luôn, gây nên một cái trạng thái là suy gan cấp. Và nếu như các bạn siêu âm các bạn sẽ thấy gan bệnh nhân có thể to lên, được chưa? Thì lúc này các bạn sử dụng một cái thuốc giải đó là acetylcysteine. Cái đây là một cái thuốc chữa ho lâm đờm. Thì cái thuốc này nó một thuộc cái nhóm gọi là NAC hay còn gọi là NAC các bạn. Nó sẽ chuyển hóa, nó làm cho gan các bạn sẽ tổng hợp ra thêm cái glutathione, bởi vì bản thân cái thuốc này nó là một cái tiền chất của glutathione các bạn nhớ không? Cho nên giúp cho gan chúng ta tổng hợp nên để nó chuyển cái natriu này ra sản một cái dạng thành không độc, và lúc này nó sẽ đào thải nước tiểu đi ra ngoài. Và các bạn thấy glutathione nó có một cái tác dụng nữa là gì bạn? À, glutathione nó có tác dụng đó là hủy đi các tế bào mô của melanin, các bạn nhớ cái này không? Cho nên nếu như trong trường hợp những bệnh nhân mà các bạn bị tổn thương về gan á, thì các bạn thấy rằng họ xơ gan á, thì da của họ mất đi cái sắc tố là một. Thứ nhất đó là do tăng bilirubin, đúng không ạ? Nó gây vàng da. Cái thứ hai nó người ta sạm đen da là do bệnh nhân mất đi cái yếu tố đó là chuyển hóa chất độc là glutathione giảm đi. Cho nên khi đó các bạn mà đi truyền glutathione á, một lọ của nó là khoảng là 2 triệu chẳng hạn, đúng không? Mục đích nó làm gì? Ở tạm thời nó sẽ giữ cho cái hợp chất melanin của bạn đi phân hủy bớt đi. Cho nên bạn sáng lên thời điểm đó. Nhưng mà các bạn hiểu rồi, thuốc khi đưa vào cơ thể của bạn qua 5 ngày, 7 ngày, qua 1 tháng, 2 tháng thì cái nồng độ nó có giảm xuống không, hay nó có tồn tại miết trong máu, giống như các bạn nhiễm con Covid mà nó có kháng thể gần như là cả 6 tháng 1 năm, nó phải giảm đi chứ, đúng không? Cho nên lúc này bạn vẫn đen lại là bình thường, hiểu điều này chưa, đúng không? Cho nên đó là cái tầng của lớp thượng bì, các bạn nhớ không? Vậy cái lớp thượng bì đây này, thầy nói chung đây lớp tế bào bì ha, sau đi xuống nữa các bạn thấy cái cuối cùng của lớp thượng bì là chính hàng đáy. Vậy nếu như bệnh nhân chỉ tổn thương ở phần đầu đây thôi các bạn ha, thì nó gây nên tình trạng đó là vết cái phòng đó, phòng này phòng độ 2. Còn nếu nó tổn thương đến cái màng đáy luôn, các bạn thấy vòm đục luôn, các bạn nhớ điều này ha, vòm đục luôn, được chưa? Thì đó là cấu trúc chung của cái độ 2. Thì bây giờ bạn chuyển à, độ 2 nhớ cho thầy hai hai bên. Vậy khi đặt câu tình huống biết chúng ta xét là độ mấy đúng không? Giờ độ 3. Độ 3 là các bạn thấy đây là lớp hạ bì. Và lớp hạ bì của bạn tất nhiên là nó sẽ liên kết ngay với lớp gì các bạn? Xin lỗi, lớp trung bì của bạn. Thì lớp trung bì của bạn ngay này nó sẽ liên kết luôn với cái lớp hạ bì. Vậy khi bạn bị tổn thương ở đây thì Liên Xô nó đánh giá bạn là độ 3 luôn rồi. Cho dù bạn là trung bì hay là hạ bì thì là các bạn là độ 3. Còn khi mà bạn bỏng sâu tới lớp cơ, lớp xương nữa thì nó lại chuyển sang bạn thành cái hệ người ta gọi là chấn thương nha. Cho nên sau này các bạn thấy bỏng nó hay đi chung với chấn thương chỉnh hình lắm nha. Các bạn nhớ này ha. Rồi, vậy độ 3 là gì? Là nó tổn thương phía dưới lớp thượng, lớp trung bì và lớp hạ bì. Được chưa nào? Khi bỏng độ 3, bệnh nhân mất đi các lớp đó. Thì các bạn thấy trong trường hợp bị mọc, bệnh nhân bị mỏng độ 3 đó, thì các bạn sẽ hiểu rằng là gì? À, nó cháy đến tầng cái lớp mô liên kết luôn này bạn ơi, cháy tức là mất đi toàn bộ lớp da. Lớp da của bạn là trung bì hạ bì nữa, mất đi tới lớp mô liên kết, lớp mỡ nữa này. Bạn thấy mỡ nó cháy nó xẹo lên ví dụ như thế. Đặc biệt các bạn sẽ thấy rằng là khi mà bệnh nhân bắt đầu có hiện tượng hoại tử rồi, thì trong độ 3 này nó chia là độ 3A và độ 3B. Độ 3A là cái gì? Và độ 3B là cái gì? Khi mà thầy nói với bạn, một khi mà bạn đi chăm sóc vết thương cho bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân có hiện tượng là bàn chân đái tháo đường của bạn, là bệnh nhân này họ bị hoại tử có vết thương đái tháo đường, nếu như họ không biết cách chăm sóc cũng như là họ để cho biến chứng nó như thế, thì các bạn thấy rằng là sau một cái giai đoạn đó các bạn nhìn vô cái bàn chân nó không còn những cái mạch máu tới nuôi mô hạn, nó không có phát triển lên được nữa, thì các bạn thấy có những cái giả mạc ở xung quanh á, thì bạn sẽ có chỉ định cắt lọc nó đi, cắt nó đi. Thì theo các bạn á, các bạn có cần gây tê cho bệnh nhân không, ai biết không? Cần không? Không.
Không, trên các lọc nó thường chúng ta hoàn toàn các bạn lọc sạch luôn cho nó, thứ nhất là để tạo điều kiện cho mô hạch phát triển, cái thứ hai nữa là đừng để yếu tố viêm nhiễm, đúng không nào? Thì đối với trong trường hợp bệnh nhân bỏng độ 3 nha các bạn nha, thì lúc này bệnh nhân tổn thương tới màng đáy của lớp thượng bì nè, rồi tới lớp trung bì, rồi bắt đầu tới lớp hạ bì, bắt đầu tới lớp hạ bì và di chuyển sang cái lớp mô liên kết luôn, có nghĩa là bệnh nhân tổn thương toàn bộ da, các bạn nhớ điều này không? Thì bắt đầu nó xuất hiện hiện tượng hoại tử, mà khi hoại tử rồi cái vị trí nó không còn đau nữa. Vậy hoại tử nó sẽ chia làm hai loại các bạn, hoại tử khô và hoại tử ướt, nhớ ha. Hoại tử khô các bạn sẽ chẩn đoán bệnh nhân là độ 3A, còn hoại tử ướt các bạn sẽ chẩn đoán bệnh nhân là độ 3B. Vậy hoại tử khô là gì? Thì các bạn nhìn cái nền vết bỏng các bạn sẽ thấy là bệnh nhân có hiện tượng đen nền, còn hoại tử ướt là nó sẽ có hiện tượng trắng, được chưa? Vậy khi đó các bạn nhìn thấy có thể là bệnh nhân tổn thương tới lớp mỡ chưa? Đơn giản bây giờ thầy nói thôi, các bạn nhiều trường hợp đi vô tình lấy cái tay hoặc cái chân bạn, bàn tay vô một tấm tường á, mất đi một cái lớp da của bạn luôn và nó tới cái lớp màu trắng trắng trắng, các bạn thấy đẹp không? Đó tới lớp mỡ các bạn bỏng độ 3 đó, ví dụ như vậy. Còn nếu như trong trường hợp bắt đầu các bạn thấy cái vết đó nó đen, nó khô, nó khốc lên thì người ta gọi đó là độ 3A hay còn gọi là hoại tử khô. Còn đối với trong trường hợp mà các bạn thấy rằng là nó trắng bệch luôn, nó lát một miếng nó bệch luôn và nó có tính ẩm như thế, người ta gọi là độ 3B hay còn gọi là hoại tử ướt, nhớ này ha. Rồi, được chưa? Thì đó là phân loại bỏng theo Liên Xô, dễ không? Độ 1 nó chỉ ở đâu thôi, nhớ không các bạn? Độ 1 của Liên Xô nó chỉ ở đâu thôi, lớp gì? Sừng. Lớp sừng, lớp sừng. Độ 2 Sừng của bạn nó tổn thương ở lớp gì các bạn? bì Thượng bì, nhưng mà độ 2 chúng ta chia ra 2A thì nó chỉ tổn thương ở cái màng bì nào của thượng bì thôi các bạn? ống là mềm đã kê không nè, cái phần mềm lớp mềm kê rồi nó xuống màng đáy chưa, nó xuống màng đáy chưa, 2B là xuống phần đáy ạ. 2B là màng đáy, đây chính là màng đáy nè, được không? Còn bắt đầu từ cái vùng trung bì tới hạ bì đây, từ trung bì tới hạ bì đây thì đó chính là độ 3 rồi, đúng không? Đó chính là độ 3 rồi, các bạn nhớ cho thầy điều này ha. Thì đây chính là tình trạng bệnh nhân bị bỏng, được không, của Liên Xô. Giờ đến của Việt Nam rồi, giờ các bạn chỉ cần kể các bạn nói lại độ 1 là cái gì, tổn thương ở đâu, đặc trưng ở trên lâm sàng là gì hết, không cần phải là nói là gồm các lớp nào học chi cực lắm, các bạn nhiều khi không có nhớ nổi đâu. Rồi độ 2A, rồi độ 2B, độ 3 hết. Bây giờ các bạn chuyển sang phân độ của Việt Nam, giáo sư Lê Thế Trung, được chưa nào? Độ 1 của bạn, IC độ 1 của Liên Xô, hiểu chưa? Có nghĩa là chúng ta chỉ tổn thương lớp gì thôi các bạn? Lớp sừng. Sừng Đúng rồi, tổn thương một cái lớp sừng thôi. Là độ 1 của chúng ta, IC giống như độ gì nào? Độ 2. Xin lỗi, độ 1 của chúng ta giống IC độ 1 của Liên Xô, được chưa? Bắt đầu chúng ta chuyển sang độ 2. Vậy khi mà bắt đầu nó xuất hiện cái nốt phòng rồi là có nghĩa là tổn thương tới lớp thượng bì rồi, tức là chứ không phải cái màng ở trên nữa. Bây giờ các bạn lấy cái tay bạn chà 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 mạnh lên cái da, bạn chặt xấu da, bạn đỏ lên đó là bạn làm tổn thương lớp sừng, là bỏng độ 1 đó các bạn, bỏng độ 1 nhớ này ha. Còn bắt đầu có hiện tượng nổi lớp phồng rồi là phải từ độ 2, thì ở Việt Nam chúng ta vậy, thì nó có lớp phồng rồi nó sẽ là độ 2, được chưa? Nó là độ 2. Thì hồi nãy chúng ta ở bên Liên Xô thì chúng ta có 2A là nốt phồng trong, tổn thương ở lớp đầu của thượng bì. Còn độ 2 ở Việt Nam của chúng ta cũng nốt phồng trong, tổn thương đầu ở thượng bì. Cho nên độ 2 của chúng ta chẩn đoán như độ 2A của Liên Xô, được không nào? Hiểu không ạ? Rồi, bây giờ có độ 2A rồi. Xin lỗi, có độ 2. Bây giờ chúng ta chuyển sang độ 3. Thì độ 3 của Việt Nam của chúng ta nó sẽ có độ 3A và độ 3B. Thì bạn thấy là hồi nãy chúng ta có độ 2B đối với ở bên Liên Xô là nốt phòng của bạn nó sẽ có gì nè? Ngà từ màu vàng chuyển sang thành màu đục và nhiễm trùng. Thì độ 2, độ 3 của chúng ta thì các bạn chia ra độ 3A và độ 3B. Thì độ 3A có nghĩa là bắt đầu là tổn thương ở phía dưới của cái lớp thượng bì nhưng ở lớp phần nông thôi, chưa tới màng đáy đâu. Là độ 3B mới phần đáy tới màng sau. Thế nên việc nó xuất hiện nốt phỏng là nó là độ 2A nếu như nó là trong. Còn dịch bắt đầu ngà vàng độ 3B, 3A xin lỗi ha. Còn ngà đục là độ 3B. Được chưa? Vậy các bạn thấy rằng là độ 3A và độ 3B nó được chẩn đoán giống như độ 2B ở bên cái Liên Xô. Rồi, các bạn chuyển sang độ 4 thì độ 4 của bạn chia làm hai loại, đó là hoại tử ướt và hoại tử khô. Hoại tử khô của bạn là độ 4A. Thì cái nền vết bỏng của bạn đã tổn thương tới cái lớp gì rồi bạn? Lớp hạ bì trung bì và nó có nền đen, nhớ ha, nền đen. Còn nếu như mà nó có nền trắng bệch ẩm thì đó chính là độ 2B, người ta gọi là hoại tử ướt. Cho nên nó giống y xì giống như độ 3A và độ 3B. Và đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta nữa thì nó tổn thương tới lớp cơ xương luôn thì người ta gọi là độ 5. Còn ở bên Liên Xô không có chẩn đoán tới độ đó, các bạn nhớ này ha. Họ chỉ chẩn đoán tới cái lớp da và tổ chức dưới da chính là lớp mỡ thôi, còn cơ xương thì chuyển qua phần chấn thương, nhớ điều này ha, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy rằng là sau này các bạn sẽ biết trên cơ thể của bạn á, có những cơ quan nào thì bác sĩ sẽ có những cái ngành hệ đó
Ví dụ như thầy hỏi các bạn này, đơn thuần hơn, ví dụ như các bạn có mắt thì sẽ có bác sĩ mắt. Các bác sĩ sẽ học đa khoa trong vòng 6 năm. Sau đó họ ra, họ sẽ được học lên chuyên khoa 1 hoặc là thạc sĩ của cái chuyên khoa đó nữa. Các bạn ha, trong ít nhất thời gian là 2 năm. Thì các bạn học đa khoa họ có thể ra làm đầy đủ được tất cả những cái kiến thức về cơ bản, về y khoa. Nhưng họ muốn chuyên về một cái lĩnh vực nào thì bắt đầu họ sẽ chọn cái lĩnh vực đó để họ thi và họ học. Thì có khoa mắt thì có bác sĩ mắt, tai mũi họng thì có bác sĩ tai mũi họng, rồi răng hàm mặt có bác sĩ răng hàm mặt. Các bạn muốn điều trị về bên thần kinh đúng không, thì các bạn nếu như không dùng phẫu thuật là bác sĩ nội thần kinh. Còn bạn thần kinh phẫu thuật, ví dụ như bệnh nhân tụ máu ngoài màng cứng, bệnh nhân tụ máu hột sọ, hoặc là bệnh nhân bị tổn thương cuộc sống, thì các bạn có ngoại thần kinh. Còn ví dụ bạn muốn điều trị về hệ tiêu hóa, ruột, dạ dày đúng không, gan, thì các bạn chỉ điều trị bằng thuốc hoặc là không phương pháp phẫu thuật là có bác sĩ nội tiêu hóa. Còn các bạn mà có phương pháp như là mổ trong viêm ruột thừa, bệnh nhân thủng ruột, thủng dạ dày, hoặc là bệnh nhân tắc ruột lòng ruột, thì có ngoại tiêu hóa. Như thế vậy bác sĩ nó sẽ đúng ra mỗi một phòng. Còn ví dụ như các bạn ở bên phòng hồi sức cấp cứu thì có hồi sức cấp cứu, nhưng thầy chuyên về hồi sức cấp cứu. Các bạn hiểu này, thì các bạn thấy rằng là ở bên nước ngoài á, thì cái lớp nào các bạn thấy không, ở vùng da thì đó là của chuyên hành bỏng, còn bắt đầu xuống đó là của chấn thương. Cho nên lúc này ở Liên Xô nó chỉ phân ra tới độ 3 thôi, chứ nó không phân độ 5 giống như ở Việt Nam chúng ta. Còn đối với Việt Nam chúng ta, các bạn thấy là ngành bỏng nó cũng có một ngành riêng, nhưng mà thường cái ngành bỏng nó sẽ đi chung với cái phòng chấn thương luôn. Cho nên lúc này nó phân ra luôn, nếu bỏng tới cái lớp cơ hoặc lớp xương thì các bạn vẫn chia ra độ 5 để họ điều trị bỏng cho bạn ha. Các bạn nhớ chỗ này. Cho nên đó là đặc trưng. Được chưa nào? Rồi thì đó là toàn bộ những cái bỏng của Việt Nam thì thầy mô tả bạn thấy. Đó là độ 2. Bây giờ thầy hỏi bây giờ nha. Độ 1 ở Việt Nam giống như độ gì? Độ mấy ở Liên Xô bạn? Dạ độ 1 của Liên Xô ạ. Rồi tiếp tục luôn. Độ 2 của Việt Nam có 2A 2B không các bạn? Dạ không. Dạ không ạ. À, không, không giống như độ mấy của Liên Xô nào? Dạ độ 2A của Liên Xô. 2A của Liên Xô. Độ 2A. Rồi. Bây giờ độ 3. Độ 3 của Việt Nam có 3A 3B không các bạn? Có. Dạ có. Đúng rồi. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là độ 3A của chúng ta giống độ gì? 3B giống độ gì? 3A giống độ 2B của Liên Xô ạ. À, độ 3A. Độ 3A và độ 3B của chúng ta giống như độ 2B luôn. Nhưng mà trong độ 3A của chúng ta thì các bạn thấy rằng là nhiều khi nút phòng các bạn sẽ thấy máu nó xuất hiện bên trong. Tức là bắt đầu nó sẽ từ trong nó chuyển thành hồng nhạt rồi nó chuyển thành vàng các bạn. Thì là độ 3A. Nhưng mà bắt đầu nó thành đục, nó bắt đầu nó trắng bệt rồi. Các bạn nó sáng, nó bắt đầu nó đục ở bên trong rồi. Các bạn nhớ không? Thì lúc này nó là độ 3B. Cho dù 3A, 3B gì nó cũng giống như độ 2B ở bên Liên Xô hết. Nhưng mà bên đây chúng ta phân ra. Các bạn hiểu này chưa? Và ngay cả độ 3 ở Việt Nam của chúng ta, các bạn đã có chỉ định là chúng ta cặp vết bỏng rồi. Nhớ chỗ này không? Rồi, độ 4 ở Việt Nam của chúng ta là chia ra 4 gì các bạn? 4A và 4B ạ. À, 4A và 4B. Thì các bạn sẽ thấy là, đây, ví dụ như bệnh nhân tổn thương trên cái nền này các bạn. Thì cái đây là giai đoạn bệnh nhân tái phục rồi hả các bạn ha? Được không? Thì các bạn thấy rằng là cái nền vết bỏng nó như thế nào? Là bệnh nhân thứ nhất phải tổn thương đến đâu? Đến cái lớp trung bì. À đây là độ 3 các bạn. Độ 4 của bạn là phải tổn thương đến lớp trung bì. Được chưa nào? Xuống lớp trung bì, hạ bì luôn rồi. Thì các bạn thấy rằng là trong trường hợp này nó sẽ chia ra 4A và 4B. Vậy 4A nó là cái gì? 4A là mỏng khô, 4A là hoại tử khô nhưng mà nha, còn 4B là hoại tử ướt. Các bạn nhìn nè, đây cái nền 4A nè. Còn đây chính là nền bệnh nhân 4B. Đây một cái bỏng do điện gây ra, các bạn nhớ này không? Được chưa? Còn cái trường hợp bệnh nhân bỏng nước sôi cũng gây tình trạng đó là bỏng 4, độ 4A. À, xin lỗi, độ 4B, các bạn nhớ này. Thì chúng ta dựa trên cái vị trí, cái lớp mất cũng như là cái nền của chất của cái vết bỏng nó đang như thế nào. À, các bạn sẽ thấy rằng là được chưa? Thì đó là độ 4. Nhưng mà đặc biệt ở Việt Nam chúng ta có một độ 5 nữa, các bạn thấy không? Nó tổn thương, nó cháy đến cái phần xương, phần cơ, các bạn thấy lòi luôn cả phần gân ra luôn nè. Đúng không nào? Thì lúc này các bạn thấy là cái tổ chức này người ta gọi là tổ chức lớp mỡ dưới lớp mỡ và tổ chức dưới da, dưới lớp da. Được không nào? Thì toàn bộ hệ thống gân, cơ, xương người bệnh nhân tổn thương cả hết. Được không? Thì người ta chẩn đoán là bỏng độ 5. Được không? Vậy trong cái chẩn đoán bỏng các bạn sẽ ghi cho thầy biết những yếu tố gì? Thứ nhất là cái tác nhân bỏng là cái gì? À hồi nãy chúng ta học chúng ta có 5 cái tác nhân đúng không? Thứ nhất là nhiệt nè, bỏng lạnh nè, bỏng bức xạ nè, rồi bỏng do hóa chất nè. Đúng chưa? Thì các bạn thấy rằng là trong mỗi cái bỏng đó thì các bạn sẽ thấy ra là nó có những cái nguyên nhân khác nhau nữa. Ví dụ như trong bỏng nhiệt, các bạn có bỏng do nước sôi hoặc là bỏng do bôi xe máy, chăm sóc khác nhau mặc dù nguyên nhân của đó là bỏng nhiệt. Bỏng lạnh các bạn cũng vậy. Còn trường hợp là các bạn thấy bỏng bức xạ, mình có bỏng gì thầy quên rồi ta? Bỏng nhiệt là 1, bỏng lạnh là 2, bỏng bức xạ là 3, bỏng hóa chất là 4.
ống điện này quá, ống điện, đúng rồi, ống điện nữa. Chăm sóc nó khác nhau nha các bạn nha. Ví dụ như là các bạn thấy rằng trong trường hợp những bệnh nhân bỏng điện á, thì khi mà đặc biệt các bạn rửa vết bỏng, thầy nói là ngày xưa năm thứ ba thầy đi học về cấp cứu bỏng, học 3 tháng trời các bạn, tức là chuyên ngành bỏng. Trong cái năm thứ ba là môn ngoại, trong môn ngoại khoa nó chia ra là có ngành về bỏng, đi thực tập 3 tháng bỏng, các bạn thấy không? Có những bệnh nhân bỏng vô người ta phải tắm bỏng á, trong một cái bồn tắm các bạn. Cái thứ hai chăm sóc những bệnh nhân bỏng, các bạn thấy rằng là không phải thay băng rửa vết thương giống như trường hợp mà các bạn đi rửa vết thương ở những cái khoa ngoại đâu. Người ta phải mặc đồ vô khuẩn luôn các bạn. Và thậm chí một người mà rửa một bệnh nhân á mà còn phải đến 4 năm nhân viên y tế tiến hành rửa và xử lý cái vết bỏng đó. Về hả? Ra tôi dạy luôn. À, có nghĩa là các bạn thấy là một bệnh nhân có thể 4 năm người nhân viên y tế chúng ta tiến hành rửa vết bỏng đó. Và các bạn thấy là cái dung dịch để chúng ta rửa vết thương thì chúng ta chia làm 3 loại vết thương. Một là vết thương vô khuẩn, hai là vết thương sạch và ba là vết thương nhiễm khuẩn. Vậy các bạn thấy đối với vết thương vô khuẩn á, là người ta chỉ dùng cái dung dịch bovidin hay còn gọi là cồn iốt. Còn vết thương sạch là người ta dùng cồn iốt cộng thêm cả nước muối. Còn đối với vết thương mà nhiễm khuẩn á, ví dụ như các bạn thấy là một trường hợp những cái người họ vừa mới té, họ mới tai nạn đúng không? Là chúng ta thấy có những cái bụi bẩn, có những cái dị vật nằm bên trong, hoặc là các bạn thấy những cái vết thương đó nó sinh mủ đó vân vân. Thì đó là vết thương nhiễm khuẩn đó, là chúng ta phải dùng thêm cả oxy già nữa các bạn, hay còn gọi là hydrocarboxylic. Thì các bạn thấy rằng là trong những cái vết thương mà trước khi họ thay băng á thì là người ta phải tháo băng ra. Và bạn nói là bệnh nhân bị bỏng có những cái lớp dịch nó làm cho băng nó dính, nó rất là đau. Cho nên lúc này các bạn phải dùng nước muối để bạn rửa hết toàn bộ vùng đó là bạn mới được tháo ra. Sau khi bạn rửa xong rồi các bạn dùng bovidin các bạn rửa rồi các bạn băng lại như thế. Một ca các bạn rửa chăm sóc bỏng nó cực bằng 10 ca cấp cứu bệnh nhân gãy xương, ví dụ như vậy. Thì các bạn thấy rằng đối với cái bỏng điện các bạn, cái dung dịch rửa của chúng ta không phải là dung dịch nước muối đâu, mà các bạn thể dung dịch đó là natri bicarbonate. Các bạn nhớ không? NaHCO3 1,4%. Thì các bạn thấy rằng là chính cái dịch này nó có tác dụng đó là giảm cái tình trạng toang máu, cũng như là nó trung hòa được những cái yếu tố là pH acid ở cái vùng đó. Và các bạn thấy, cho nên cái cách này tùy chúng ta đưa ra cái nguyên nhân đó là cái gì thì bạn phải xét mình rõ ràng. Là ví dụ trong nước sôi là do, xin lỗi, trong bỏng nhiệt là do nước sôi, hay là do dầu, hay do bỏng xe máy, vân vân, được chưa? Vậy cái yếu tố thứ nhất để chúng ta chẩn đoán bỏng là gì? Một, đó là yếu tố tác nhân. Hai là diện tích. Ba là độ sâu. Và bốn là vị trí. Năm, các bạn sẽ đưa ra cái nguy cơ và biến chứng của nó. Đưa ra nguy cơ và biến chứng nếu có. Vậy đây là một cái công thức mà các bạn chẩn đoán bỏng như sau. Thứ nhất là bỏng. Sau khi thầy đưa ra một cái bài tập tình huống, nhiệm vụ của bạn là gì? Viết chẩn đoán bỏng. Thì chẩn đoán bỏng các bạn sẽ viết theo công thức như thế này. Bỏng, được chưa? Tác nhân gây bỏng ở đây là gì? Tác nhân, ví dụ như ống xả xe máy là cái ống bôi xe các bạn ha. Sau đó các bạn gạch ngang diện tích bỏng. Diện tích bỏng của bệnh nhân là bao nhiêu phần trăm? Đúng không nào? Trên cho các bạn thấy độ bỏng. Ví dụ như các bạn có thể là độ 3, độ 4 hoặc là độ 2, độ 3. Hoặc là khi mà bạn có được cái đề nó rõ ràng rồi, nó cụ thể rồi, bạn sẽ đưa ra chẩn đoán bỏng. Gạch ngang ra cái vị trí vết bỏng của bạn là ở đâu và biến chứng thời gian của nó là như thế nào, bộ nhiễm vào ngày thứ ba. Và ngày mai các bạn thấy cái chẩn đoán này sẽ bị thay đổi khác. Có thể là ngày mai các bạn sẽ thấy nó sẽ là bộ nhiễm ngày thứ tư, hoặc là từ độ 3 nó sẽ chuyển thành một độ khác nữa. Cho nên đây là cách chúng ta ghi để chúng ta theo dõi cái chẩn đoán bỏng của bệnh nhân, được chưa? Vậy đó là cách các bạn ghi ha. Vậy việc các bạn ghi á thì các bạn sẽ xác định cho thầy hai yếu tố chính. Một là độ sâu, hai đó là diện tích, đúng không bạn? À, vậy bạn xác định một trong hai yếu tố này. Rồi, một bệnh nhân bị tổn thương lớp sừng do bỏng nước vôi, xin lỗi, bỏng nước sôi vùng trước tay trái, vùng trước tay trái gây sưng đỏ vào ngày thứ nhất. Anh chị hãy ghi chẩn đoán bỏng cho bệnh nhân trên. Ghi sao? Đầu tiên chúng ta sẽ ghi bỏng ra. Thứ hai, cái tỷ số và cái tử số và các bạn ghi tác nhân ra này. Tác nhân ở đây chính là cái gì nào? Bỏng nước sôi. À, bỏng nước sôi. Gạch ngang, diện tích bỏng, vùng trước tay trái bao nhiêu phần trăm các bạn? 4,5%. Rồi bỏng 4,5%. Rồi các bạn trên cho độ sâu của vết bỏng, độ mấy đây các bạn? Độ 1. Độ 1 đó này. Độ 1. Mình thấy là bệnh nhân tổn thương lớp sừng. Đây là thầy nhận định cho bạn nha, chứ mai mốt bạn phải tự nhìn sao biết đó là lớp sừng. Là lớp này nó ửng đỏ nhưng mà đã hình thành lên phòng chưa các bạn? Chưa. Thầy nói như thế này để bạn hình dung ra. Khi nước sôi mà bị tạt lên người bạn á, ví dụ tạt lên tay trên chân đúng không? Cái điều đầu tiên bạn làm là gì? Chúng ta xả nó dưới vòi nước chảy ít nhất 15 đến 20 phút. Với mục đích thứ nhất á, là tránh cái tình trạng đau rát cho bệnh nhân. Và cái thứ hai, tránh cái tình trạng bệnh nhân có biến chứng.
không có lấy kem đánh răng mà các bạn bôi lên, không có thụt tay vô cái thùng gạo đồ gì hết á. Chính những cái điều đó là những cái nguy cơ gây nên tình trạng biến chứng các bạn nhiễm trùng là một. Cái thứ hai nữa, nó có nguy cơ nó hình thành nên những cái phòng. Tất nhiên có những trường hợp các bạn thấy cũng bỏng nước sôi đó, có người hình thành cái phòng, có người không hình thành. Đó là do tùy theo các bạn thấy cái tác nhân cũng như là cái yếu tố cơ địa của người đó nó như thế nào. Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải rửa dưới dòng nước sôi ngay tức khắc, được chưa? Rồi, mình bỏng nhiệt như thế là sai rồi. Bỏng nhiệt là mình nói chung, mình nói cụ thể luôn đó, bỏng nước sôi. Bỏng dầu ăn cũng là bỏng nhiệt mà anh chị, bỏng bô xe máy cũng là bỏng nhiệt mà, đúng không? Trên cho bây giờ độ sâu của chúng ta là độ 1, bởi vì nó tổn thương lớp sừng. Nhưng mà các bạn nhìn trên bệnh nhân nha, các bạn phải biết nó là tổn thương lớp sừng là như thế nào. Còn đây là thầy nhận định cho các bạn rồi, đúng không? Rồi gạch ngang ra vùng gì? Vùng trước tay trái. Và các bạn thấy rằng là cái biến chứng của nó là cái gì nào bạn? Gây sưng đỏ vào ngày thứ mấy? Vào ngày thứ nhất. Biết đâu ngày mai các bạn nha, bắt đầu tại đây nó tạo thành một cái nốt phồng lên, đúng không? Thì các bạn sẽ chẩn đoán nó thành là độ mấy rồi? Nếu như đối với Việt Nam thì chúng ta chẩn đoán là độ 2. Còn đối với Liên Xô là độ 2 mấy nào? 2 à. Cho nên các bạn thấy người ta ghi chẩn đoán bỏng ngày này ngày khác hoặc là diễn tiến như thế để người ta theo dõi được trình tự cũng như là hiểu biết được là cái tiến triển diện tích cũng như là cách chúng ta nhìn vô chúng ta biết được là cái tổn thương bỏng của bệnh nhân như thế nào. Rồi các bạn nhớ không? Biến chứng của nó là gì? Ví dụ ngày mai bắt đầu nó xuất hiện cái phòng rồi, đúng không? Hoặc là nốt phòng rồi thì các bạn kêu lại xuất hiện nốt phòng dịch trong vào ngày thứ hai như thế để các bạn hình dung ra. Rồi câu số 2 nè, một bệnh nhân bỏng xăng vào ngày thứ hai toàn bộ vùng ngực bụng và có nhiều nốt phỏng chứa dịch nguy cơ nhiễm trùng nha. Mà các bạn biết rồi, dịch mà có nguy cơ nhiễm trùng là thầy nhận định cho bạn, tức là dịch này nó có phải là dịch màu trắng được không, hay là nó chuyển sang màu ngà vàng hoặc là màu đỏ máu hoặc là màu trắng bệt hoặc là nhiễm trùng nguy cơ là ba à. Cho nên khi ở đây các bạn không dám chắc rằng là ở ở yếu tố đó là độ 3A hay là độ 3B, đúng không? Bạn có thể chẩn đoán theo Liên Xô độ 2B nếu ví dụ như thế. Cho nên các bạn thấy những chẩn đoán bỏng ban đầu, đúng không? Các bạn đưa ra những chẩn đoán là chẩn đoán ban đầu, hiểu này chưa? Đặc biệt trong cấp cứu bạn, ví dụ như bệnh nhân vô, bệnh nhân có dấu hiệu đau ấm ỉ vùng hố chậu phải, thầy xét thì khám ra đây cái dấu mắt bung nay của bệnh nhân dương tính, hoặc là những phát mắt bung nay dương tính ở hố chậu phải, vân vân, đưa ra một cái chẩn đoán là bệnh nhân viêm ruột thừa cấp, sai, theo dõi viêm ruột thừa. Sau đó cho bệnh nhân một cái chỉ định xuống siêu âm đi. Bởi bác sĩ siêu âm thấy ở dưới đó là cái đường kính của ruột thừa lúc này là 9 ly, thâm nhiễm mỡ xung quanh, rồi bắt đầu kết luận là có khối ruột thừa viêm. Thì khi thầy kết hợp với những việc thầy khám và kết hợp với việc cận lâm sàng thì mới đưa ra cái chẩn đoán kết luận là bệnh nhân viêm ruột thừa cấp, mà đã viêm ruột thừa cấp là có chỉ định mổ cấp cứu. Còn khi mà thầy đã nói theo dõi viêm ruột thừa cấp thì lúc này có được phép mổ cấp cứu không ạ? Không. Hoặc là nhiều trường hợp các bạn thấy những bệnh nhân họ đau dạ dày cấp các bạn, mấy ông nhậu sâu vô đau chịu không nổi, vô mình khám bụng nó gồng cứng vân vân, mình đưa ra một chẩn đoán là bệnh nhân theo dõi viêm dạ dày cấp cho thuốc giảm đau xuống cho trực quan, thấy một cái liềm hơi dưới cơ hoành các bạn, một cái thủng dạ dày, sau đó đưa ra chẩn đoán là thủng dạ dày hoặc là thủng màng rỗng cho chuyển mổ cấp, ví dụ như vậy. Thì các bạn hình dung ha. Cho nên cái ban đầu chúng ta đưa ra cái chẩn đoán mang tính chất đó là tiên lượng là một, thứ hai đó là tính chất chẩn đoán tương đối, được chưa? Và các bạn được phép chẩn đoán sai mà, cho nên các bạn đưa ra những yếu tố không chắc chắn các bạn có thể đưa từ độ máy sang độ máy, nhưng nó phải có cơ sở nha các bạn nha, được chưa? Rồi rồi các bạn xác định, các bạn ghi cho thầy như thế nào? Thứ nhất, cái này quan trọng là các bạn xác định được phần trăm, tức là diện tích, và cái thứ hai các bạn xác định được độ sâu, được chưa? Rồi làm đi. Tác nhân gây bỏng ở đây là gì các bạn? Bỏng xăng à? Bỏng xăng. Đúng rồi, bỏng xăng. Không quên nhé. Diện tích bao nhiêu phần trăm nào? Diện tích 18 phần trăm. 18%. Rồi, trên cho các bạn thấy độ sâu của chúng ta, bạn chẩn đoán là độ mấy? Độ 2B. 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 Hoặc là các bạn có thể đi ra độ mấy luôn nè các bạn. Nếu bạn thích Việt Nam thì bạn chọn độ mấy? Độ 3A hoặc độ 3B, đúng không nào? Bạn có quyền các bạn làm điều nào? Nguy cơ mà, nguy cơ đã xảy ra chưa? Ví dụ như một bệnh nhân tai biến mạch máu não, nằm lâu, thầy nhìn ở vùng mẫn phục bệnh nhân bắt đầu có hiện tượng ẩn đỏ rồi. Rồi, chăm sóc mình đưa ra nguy cơ bệnh nhân có khả năng loét ở cái vùng mẫn phục này. Cho nên bây giờ phải xoay trở bệnh nhân nè, dùng tăng cái lượng protein bệnh nhân lên và đồng thời chúng ta xoa bóp nhiều vân. Thì nguy cơ là những cái nó sẽ chuẩn bị hoặc là nó có thể bạn tiên lượng được nó sẽ xảy ra. Nhưng mà chưa chắc có thể xảy ra nha các bạn nha, có thể thôi, đúng không nào? Thì các bạn thấy là cái nguy cơ nhiễm trùng ở đây này nó khác so với cái vết bỏng của bạn trong, đúng chưa? Còn khi đó bạn thấy nguy cơ là bạn phải biết rằng là bắt đầu nó có thể là chuyển sang giai đoạn nhiễm trùng rồi.
Cho nên các bạn có thể là đưa ở Liên Xô là độ 2B, ở Việt Nam thì chúng ta là độ 3 chung, độ 3 chung. Các bạn nhớ không? 3 chung có thể là 3A và 3B. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ các bạn thấy là vùng thì chúng ta ghi là toàn bộ thân trước. Rồi, các bạn thấy biến chứng đó là gì? À, dịch chứa cái gì? Nốt chứa nốt họng chứa dịch có nguy cơ nhiễm trùng vào ngày thứ 2. Các bạn thấy không? Trong những cái bệnh lý của ngoại khoa người ta phải có ngày thứ mấy? Ví dụ bệnh nhân sau mổ viêm mục thừa, ngày thứ nhất thầy ghi là hậu phẫu viêm mục thừa ngày 1. Nhưng ngày mai bệnh nhân trở thành hậu phẫu viêm mục thừa ngày 2. Bởi vì mỗi ngày các bạn sẽ có một cái điều trị, một cái chăm sóc khác nhau. Ví dụ ngày 1 các bạn hướng dẫn bệnh nhân tập vận động nhẹ đại dương, tập bệnh nhân xoa khung đại tràng để có nhu động ruột để có thể bệnh nhân trung tiện được. Và ngày thứ 3 bệnh nhân như thế nào đó vân vân. Cho nên bắt buộc các bạn phải có cái mục tiêu, cho nên các bạn phải ghi xuống ngày đi sau. Được chưa? Rồi. Câu số 3. Một bệnh nhân bỏng mô tôi vào ngày thứ 4 ở vùng chi dưới các bạn, chi dưới bên phải á. Được chưa? Nếp nền vết bỏng trắng bóng xuất hiện các mảng hoại tử. Anh chị hãy ghi chẩn đoán trên. Vậy bây giờ các bạn anh chị thấy là tác nhân của chúng ta là cái gì? Là hố vôi. Các bạn biết là hố vôi nó sinh nhiệt rất là cao đúng không? Các bạn thử cho canxi oxit vào trong nước coi, phản ứng này tỏa nhiệt rất là mạnh. Được chưa? Có nguy cơ gây bỏng đó. Thì các bạn thấy rằng là cái tác nhân của chúng ta chính là vô tôi. Diện tích bao nhiêu phần trăm các bạn? 18%. 18%. À 18%. Rồi, độ mấy nè các bạn? Độ 4 lên xuống. Độ 4 nó bốn là độ 4. Các bạn có hỏi tử không? Hỏi tử ướt đây. Dạ, bị ướt là hỏi tử ướt là vùng chi dưới đúng chưa? Và các bạn thấy cái biến chứng của nó là gì nào? Xuất hiện mạng hoại tử ngày thứ tư, N thứ tư. Được không nào? Có thể là người ta có làm cái chỉ định đó là cắt lọc đi. Xuất hiện mạng hoại tử là phải cắt lọc đi, rửa vết thương nữa. Thì đó là cách chúng ta ghi chẩn đoán bỏng. Là bài này là bài tổng hợp lại của bạn. À, các bạn nhớ không? Đây là các bạn đang học cho nên thầy đề nó tương đối dễ. Mai mốt đến khi bạn thi, các bạn cố gắng các bạn chẩn đoán đưa ra cho nó chính xác hơn. Thì bây giờ chúng ta sang cái bước đó là chúng ta chăm sóc hoặc là xử trí những trường hợp nạn nhân bị bỏng. Ngày xưa các bạn ha, đối với cái trường hợp mà các bạn học môn cấp cứu ban đầu á, nó không phải gọi là môn điều dưỡng cơ bản cấp cứu ban đầu. Cái môn đó nó chỉ đào tạo các bạn 5 kỹ thuật cơ bản thôi. Một đó là băng bó vết thương, hai đó là xử trí vết thương mạch máu, ba là bắt đầu gãy xương, bốn là hồi sinh tim phổi và năm là vận chuyển người bị bệnh. Thì trong cái vết thương các bạn nó có một cái bài bỏng. Bài bỏng này nó có một cái phần là các bạn thấy khi mà nạn nhân bỏng các bạn, người ta sẽ cho bệnh nhân uống nước gừng, nén đường này vân vân. Thì thời đó các bạn thấy không ạ? Người ta họ đào tạo y tế tuyến cơ sở cho nên người ta áp dụng vậy. Còn ngày nay các bạn thấy những cái giáo trình mới của bạn thì nó không có những cái điều đó, nhưng không có nghĩa rằng các bạn không được làm những điều đó. Các bạn nhớ điều này ha. Vậy những cái bước mà chúng ta chăm sóc bỏng, thứ nhất chúng ta gồm có mấy bước đây, 5 bước. Bước 1 đó là cắt đứt nguyên nhân gây bỏng. Cái thứ hai chúng ta sợ nhất trong bệnh nhân bỏng là sốc bỏng các bạn. Sốc bỏng ở đây là gì? Thứ nhất do ảnh hưởng đến nhiễm trùng. Cái thứ hai là bệnh nhân mất huyết tương và thứ ba là trẻ bệnh nhân đau. Rồi, sau đó chúng ta duy trì đường hô hấp, chống nhiễm khuẩn và cái cuối cùng là băng bó với bỏng. Thì cái đầu tiên là cắt đứt nguyên nhân gây bỏng. Khi mà các bạn tiếp xúc với một cái tác nhân gây bỏng nào đó, ví dụ như là các bạn bị dầu nó bắn lên nè, hoặc là nước sôi nè, hoặc là cái bô xe máy vân vân, ngay cả axit luôn nha các bạn nha. Nghe axit thầy nói ha, thì các bạn phải đi làm động tác đó là rửa ngay dưới vòi nước chảy. Nếu như không có điều kiện vòi nước chảy thì các bạn phải ngâm vào trong cái chậu nước và các bạn thay đổi nước liên tục. Các bạn nhớ này ha. Vậy bước đầu tiên là chúng ta làm gì? Nếu như mà bệnh nhân có lửa trên da dập tắt bỏ đi, cắt nguồn điện nữa là bụng điện, bỏng hóa chất thì trung hòa với bỏng. Nhưng mà các bạn quan sát là gì? Cho vòi nước chảy trực tiếp lên vùng bỏng từ 20 đến 30 phút. Lúc này nó mới làm giảm dịu cơn đau của bệnh nhân. Là một thứ hai tránh những cái tình trạng biến chứng sau này, ví dụ như là nốt phòng hoặc là bệnh nhân có nguy cơ là nhiễm trùng hình thành sẹo vân vân. Được chưa nào? Trong trường hợp mà các bạn thấy rằng là khi mà các bạn rửa sạch xong á, các bạn tránh cái trường hợp vết thương nó bị nhiễm trùng á, thì chúng ta có thể rửa bằng nước muối, sau đó các bạn sẽ băng nhẹ băng ít lại. Được chưa? Thì nguyên nhân đầu tiên là chúng ta cắt đứt nguyên nhân. Mà các bạn thấy những cái ở dân gian á, họ sẽ thoa kem đánh răng đúng không? Có không? Thoa mật ong chườm lại các bạn thoa kem đánh răng, thì trong kem đánh răng nó có tính kìm, các bạn nhớ không? Nó gây nên tình trạng bệnh nhân đau rát hơn nữa. Ban đầu các bạn sẽ thấy rằng là gì, nó có menthol bạc hà, nó tính mát đó các bạn. Cho nên lúc này các bạn thoa kem đánh răng nó có tính kìm đó, cho nên nó bỏng rát và dễ như cơ nhiễm trùng. Tương tự như thế đối với đá lạnh, đặc biệt là những bệnh nhân mà bỏng một cái vùng diện tích lớn, các bạn chìm lạnh như thế nó co mạch, dẫn đến cái tình trạng hoại tử diễn ra nhanh hơn. Các bạn nhớ này ha, bạn có nguy cơ phải dùng kháng sinh cao hơn nữa. Rồi, thì một số trường hợp bạn được làm và không được làm như thế. Thứ hai, trong trường hợp bỏng lạnh người ta không có sưởi. Ví dụ như khi mà bạn bị bỏng như tơ lạnh đó các bạn, lúc này bạn mất cảm giác hoàn toàn.
Thì cái điều đầu tiên các bạn xử lý đó là gì? Các bạn sẽ tiến hành dùng một cái gạt hoặc là một cái áo các bạn quấn nhẹ ở cái vùng đó và các bạn kẹt nách. Bạn kẹt nách liên tục trong vòng thời điểm là từ 15 đến 20 phút, không làm gì nữa hết. Nếu như sinh hiệu của bệnh nhân ổn định, sinh hiệu ổn định là cái gì các bạn? Là mạch huyết áp bình thường. Còn nếu như bệnh nhân có hiện tượng là trụy mạch, tụt huyết áp, mạch nhanh vân vân thì các bạn phải xử trí cấp cứu trụy mạch. Còn trong trường hợp sinh hiệu bình thường, làm động tác đó, quấn một cái gạt. Hoặc là nếu không có gạt các bạn có thể để trực tiếp vào cái nách hoặc là tạo trực tiếp vào nách của bệnh nhân đang được mặc áo và ha, và kẹt trong thời điểm đó từ bao nhiêu nào? 15 đến 20 phút. Xong, có thể các bạn cứu được bệnh nhân bỏng. Các bạn nhớ này ha, đây là một cái số vấn đề mà các bạn thấy là cái y tế cơ quan á, nếu các bạn mà học y sĩ sau này ra làm ở y tế cơ quan á thì họ sẽ được tập huấn cái điều này, được không? Vậy thôi. Rồi, cái thứ hai sau khi bạn cắt đứt rồi chúng ta phòng chống sốc. Phòng chống sốc ở đây là chúng ta dự phòng bệnh nhân có nguy cơ sốc. Sốc bỏng xảy ra có nhiều nguyên nhân. Một, sốc do đau người ta gọi là sốc phân bố. Bệnh nhân tụt huyết áp do đau chính là tụt huyết áp do gọi là sốc phân bố. Thứ hai, bệnh nhân sốc do mất đi cái thượng thể tích huyết tương gọi là sốc mất máu. Và cái sốc thứ ba là bệnh nhân sốc bỏng các bạn ha. Sốc bỏng cũng gọi là một cái sốc phân bố. Thì lúc này chúng ta thiết lập tư thế, nếu như bệnh nhân có tụt huyết áp, các bạn cho bệnh nhân nằm tư thế đầu thấp chân cao, nghiêng sang bên trái để tránh tình trạng chất nôn nó như thế nào, đi ngược vào đường thở. Nếu như có oxy, chúng ta tiến hành hỗ trợ hô hấp và ủ ấm cho bệnh nhân. Thầy nói cái này để làm gì? Tí nữa các bạn sẽ thi kiểm tra. Có những câu tình huống. Các bạn thấy rằng là khi các bạn đọc câu tình huống, các bạn phải đọc kỹ với thầy triệu chứng lâm sàng bệnh nhân như thế nào và các dấu hiệu sinh tồn, ví dụ như là mạch nhiệt huyết áp nhiệt độ nhịp thở vân vân. Ngoài ra các bạn thấy bữa chúng ta học bài liệu pháp oxy á, chúng ta có một cái chỉ số nữa đó là gì để đánh giá có thử bệnh nhân có khó thở hay không, có thiếu oxy hay không. Các bạn nhớ chỉ số đó là gì không? SpO2. SpO2. Vậy giả sử như mà các thông số huyết áp mạch của bệnh nhân bình thường nhưng SpO2 bệnh nhân thấp hoặc là SpO2 bệnh nhân đang rất là thấp cần thì chúng ta cũng phải can thiệp bằng cái vấn đề oxy. Thầy nhắc cho bạn trước điều này để bạn hình dung ra ha. Cho nên khi chúng ta nhìn, nhiều khi các bạn thấy là cái chỉ số SpO2 nó cũng đi kèm luôn. Tuy dấu hiệu sinh tồn chúng ta có 4 cái loại thôi, nhưng mà SpO2 người ta mệnh danh nó là dấu hiệu sinh tồn thứ 5 là như vậy đó các bạn, được không nào? Vậy bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là các bạn thiếu thì bạn phải hỗ trợ như thế. Ủ ấm các bạn, lúc này người ta có thể cho bệnh nhân là uống nước đường hoặc là nước gừng ấm nha các bạn nha. Mục đích là để chúng ta làm gì các bạn? Tránh tình trạng bệnh nhân co giãn mạch đột ngột, giãn mạch đột ngột. Rồi bổ sung dịch là vào mạch, dịch có thể cho bệnh nhân uống được. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân không khả năng uống thì tiến hành đó là phương pháp truyền tĩnh mạch. Cái này chỉ áp dụng ở trong bệnh viện thôi. Còn đối với trong trường hợp mà các bạn thấy rằng là ở cộng đồng á, thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nó uống nước gừng, được chưa? Uống nước gừng mục đích để làm gì các bạn? Tăng cường cái lượng máu đến cơ quan đó. Cái thứ hai, phòng chống được tình trạng sốc. Đặc biệt các bạn sẽ thấy là nước gừng rất quan trọng nha, các bạn nhớ cái này ha. Còn ở bệnh viện họ sẽ bổ sung bằng cách truyền dịch và dùng các thuốc vận mạch. Ví dụ như các bạn bữa học sốc phản vệ rồi, adrenaline là thuốc cấp cứu bệnh nhân sốc phản vệ, thì adrenaline chính là thuốc vận mạch đó, nó là một trong 4 thuốc vận mạch. Còn ngoài ra nó còn có cái gì? Adrenaline, noradrenaline, dopamine và dobutamine nữa, tùy theo bệnh nhân trong trạng thái nào. Thì các bạn chỉ cần hiểu điều này thôi, được chưa? Rồi cái thứ bước tiếp theo đó là phòng chống nhiễm khuẩn. Bây giờ thầy mới hỏi các bạn là những bệnh nhân bắt đầu xuất hiện nốt phòng thì thầy hỏi một câu thôi, các bạn có được phép chọc cái nốt phòng đó hay không? Bạn trả lời như thế nào? Được hay không được? Dạ không. Dạ không. Không cũng sai mà đúng cũng sai. Giống như ngày trước các bạn học bên cái bài mà chúng ta đặt thuốc cho bệnh nhân á, đặt thuốc vào ở trực tràng thì thuốc nó có chuyển hóa lần một qua gan hay không? Bạn kêu có cũng sai mà không có cũng sai, bạn phải trả lời như thế nào? Cái câu hỏi của thầy đưa ra ở đây không phải để bạn trả lời có hay không, đúng hay sai, mà các bạn phân tích nó ra. Tại vì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Hồi nãy chúng ta nói rồi đúng không? Khi nào được cặp cái vết bỏng, khi nào không được. Cho nên đứng trước mà bệnh nhân có xuất hiện nốt phòng. Nốt phòng ở đây ví dụ các bạn chỉ bị bỏng một cái vị trí không nói. Những cái bệnh nhân các bạn thấy không? Bể bình ga nè, cháy nè, hoặc là những trường hợp nước sôi, những cái tai nạn vân vân. Bỏng nó lan rộng nhiều lắm các bạn. Cho nên cái vị trí vết bỏng đó, cái thể tích dịch ở bên trong đó nó không ít đâu, rất là nhiều. Các bạn thấy không? Cho nên thứ nhất, bạn được phép hay không thì các bạn phải trả lời hai cái vấn đề. Một, đó là coi thử cái tính chất của cái nốt phòng nó như thế nào. Cái thứ hai nữa rằng là các bạn sẽ biết rằng là coi thử là bệnh nhân có dấu hiệu mất nước, thiếu nước, có dấu hiệu nhiễm trùng hay không. Các bạn thấy chức năng cơ bản của da đúng không? Chức năng nhiễm trùng, chức năng bảo vệ và chức năng điều hòa thân nhiệt nữa. Các bạn nhớ điều này. Cho nên lúc này nếu như vết phòng của bạn trong hoàn toàn bệnh nhân chưa có dấu hiệu nhiễm trùng, chúng ta không chặt. Nhưng bắt đầu vết phòng của bạn bắt đầu đục nè, máu nó xuất hiện bên trong nè và bắt đầu nó nguy cơ nó nhiễm trùng, nó sưng tấy lên. Các bạn phải chặt nó ra. Và đồng thời chúng ta phải bổ sung đủ dịch cho bệnh nhân và chúng ta phải dùng kháng sinh cũng như là chăm sóc vết thương đó rất là tốt. Cho nên trong trường hợp mà các bạn thấy rằng là đối với phòng độ 1, xin lỗi độ 2 để hở thôi, nhưng mà chuyển sang độ 3 rồi các bạn phải có khái niệm băng bó đó.
Cho nên vì sao xuất hiện nước phòng trên viện các bạn thấy không? Người ta để không vậy đó. Nhưng mà đối với trong trường hợp các bạn thấy là những cái nước phòng người ta lại băng. Sau khi họ chọc xong họ băng để họ bảo vệ cái vết thương. Ở các bạn nhớ cái điều này ha. Thường các bạn trà mình thầy không nói biết ở trà gì, tại vì các bạn thấy không? Nếu như các bạn hình dung cái này nè, trà tươi á nó sẽ chứa những cái hợp chất mà nó lại có tác dụng an thần cho các bạn. Nhưng mà khi bạn chế biến thành trà khô thì nó lại có tác dụng ức chế. Có nghĩa rằng là nhiều khi bạn uống trà tươi bạn ngủ được, bạn uống trà khô bạn ngủ không được, mặc dù nó cũng là một thành phần là trà. Cho nên ở đây người ta không có khuyến khích các bạn uống trà. Và cái thứ hai nữa là các bạn thấy rằng là trà nó có nhiều cái tác động, ví dụ như các anh canloid nè, hoặc là các flavonoid nè. Chúng ta không biết được cái thành phần nó là gì, nhưng mà cái thành phần chính là ngày xưa cũng như cái này á là dân gian là một, cái thứ hai là những cái sách cũ các bạn, nhưng mà cảm thấy nó hợp lý các bạn hiểu không, là người ta họ cho uống nước gừng ấm các bạn ha, hoặc là nước đường ấm được chưa nào, để người ta họ phòng chống sốc trong trường hợp bệnh nhân sốc ổn. Còn nước trà thì thầy không có nghe được chưa. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng thuốc kháng sinh cho bệnh nhân để phòng chống nhiễm khuẩn. Rồi các bạn nhìn cho thầy nè, khi mà chúng ta băng bó vết bỏng á thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là bỏng độ 1, độ 2 á, thì chúng ta có thể để hở. Nhưng bắt đầu bỏng độ 3 hoặc là bỏng mà nó có hoại tử cái nốt phòng của bạn như thế nào rồi, thì chúng ta phải băng. Mà các bạn biết rồi, khi bệnh nhân bỏng độ 3 bệnh nhân mất đi lớp da, mất đi yếu tố bảo vệ, các bạn cách băng các bạn băng như thế nào nó không giống như các bạn băng đối với những vết thương bình thường đâu. Và thầy chỉ cho bạn cách làm như sau nè. Thì khi trong trường hợp mà các bạn thấy rằng là một vết thương, các bạn rửa vết thương xong, các bạn dùng một cái gạt sạch, các bạn đặt lên và chúng ta băng lại. Thì đối với vết bỏng á, đặc biệt là bệnh nhân bỏng cái độ mà có nguy cơ nhiễm trùng, chứ không phải là bỏng độ 1, độ 2 ha. Thì các bạn sẽ thấy sau khi các bạn rửa vết thương cho bệnh nhân là bạn rửa bằng gì? Ban đầu bệnh nhân được băng bó lại đúng không? Các bạn sẽ tưới nước muối toàn bộ lên trên vết bỏng. Và các bạn tưới đâu các bạn sẽ tiến hành gỡ lại đó. Các bạn nhớ không? Cho nên các bạn để cho nước muối nó chảy xuống cái túi rác của bạn đi rất là nhiều. Cho nên các bạn gỡ như thế nó tránh tình trạng là dính băng ở trên cái bỏng, là bệnh nhân có thể đau, bệnh nhân tổn thương chảy máu. Tại vì vết thương nhiều khi đang lên mồ hạt rồi được 5 ngày rồi bạn, mà bạn gỡ không khéo cái nó bong tróc mồ hạt ra, bạn phải tốn thêm 5 ngày nữa. Bạn thấy rất là khổ sở đúng không? Cho nên chúng ta sẽ tưới. À, các bạn lấy một chai dịch như thế này, các bạn dùng một cái kim á 18 các bạn đâm lên trên chai dịch đó và các bạn nhỏ ra, thì nó sẽ đi theo cái đường kim và nó chảy nước ra ngoài và bạn gỡ từ từ. Sau khi gỡ từ từ thì cái vết thương bạn đang dính nước muối là chúng ta dùng gạt khô chúng ta thấm lại. Sau đó các bạn dùng gạt tẩm và bovidin loãng, nhớ ha, bovidin là thuốc đỏ hoặc là betadine á, ở nhà các bạn các con có rất là nhiều, nhưng các bạn nhớ ha, cái nồng độ iốt cồn của nó rất cao, cho nên bạn pha loãng, tức là bạn sẽ dùng một lượng nước muối bạn pha với iốt cồn iốt đúng không, để các bạn loãng ra, xong đó bạn sẽ rửa trực tiếp lên vết thương theo cái nguyên tắc gì thì bởi cái học rửa vết thương các bạn sẽ được học. Sau đó các bạn sẽ dùng gạt khô, các bạn tắm lại cái vùng vết thương đó và bắt đầu tiến hành các bạn băng như sau nè. Giả sử như đây là cái gạt băng, cái cuộn gạt các bạn ha, gạt cuộn nè, các bạn nhớ không? Thầy lấy cái băng vệ sinh thôi, học ví dụ thôi, trong cái thô thiển gì hết nha. Thì người ta sẽ lấy một cái đoạn này ra, người ta sẽ nhúng toàn bộ cái gạt này, giả sử như thế này, được chưa? Nhúng toàn bộ cái gạt này vô một cái chén chùm mà có dung dịch bovidin pha loãng. Xong bắt đầu tất nhiên khi bạn mang găng tay á, găng của bạn là phải găng vô khuẩn nha, được chưa? Sau đó người ta lấy gạt như thế này nè, đã tẩm bovidin nè, các bạn bắt khô nó ra, bắt đầu chúng ta băng theo cái chiều toàn bộ cái kính vết thương bệnh nhân. Thì giống như cái lớp bovidin này chính là một cái lớp da bảo vệ các bạn đó, tránh cái tình trạng nhiễm trùng, được chưa, tránh cái vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vào và cũng như là sự phát sinh phát triển tại cái vi khuẩn tại cái vị trí đó. Tại các bạn biết rồi, ngay tại vết thương của bạn có khả năng hoại tử sinh hơi, mà khi hoại tử sinh hơi á các bạn coi chừng nó sinh ra một cái chất độc của con vi khuẩn này, Clostridium botulinum, được chưa, con này là một con cực khuẩn rang giường gây trạng thái nhiễm trùng huyết tử vong hàng đầu đối với tình trạng bệnh nhân ngộ độc thức ăn hoặc là bệnh nhân nhiễm trùng vết thương. Các bạn thấy đến mức mà các bạn thấy ở trong khoa hồi sức cấp cứu ha, những cái bệnh nhân mà hoại tử vết thương, chỉ một cái vết thương nó hoại tử sinh hơi thôi, bệnh nhân đặt ống máy thở, hoặc là bệnh nhân ngộ độc thức ăn mà có những cái con cực khuẩn Clostridium botulinum này, bệnh nhân đặt máy thở. À, các bạn thấy rằng là đó mình tránh tạo điều kiện cho con vi khuẩn này. Ngày xưa các bạn sẽ thấy rằng là gì, ở nước ngoài xong rồi ở Việt Nam của chúng ta, người ta dùng phương pháp là rắc đường lên vết thương, có cho em bội nhiễm nhiều lắm, bệnh nhân bỏng bệnh nhân bội nhiễm, tại vì các bạn thấy cái môi trường xung quanh á, bệnh nhân nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhiễm khuẩn bệnh viện là gì? Sau này các bạn thấy là cái tình trạng bệnh nhân bị nhiễm khuẩn khi ở bệnh viện là mấy giờ? 24 giờ, 48 giờ. Ở các bạn nhớ không? Nhiều trường hợp bệnh nhân viêm phổi cũng là viêm phổi bệnh viện, nó bội nhiễm nhiều lắm các bạn. Thế các bạn thấy là ngày xưa những cái vết thương đó, ông bà dân gian chúng ta có khái niệm là rắc đường lên phía trên đó các bạn. Ngày xưa các bạn phải hiểu rằng là kháng sinh chưa có, nó chưa có trội, chưa có phổ biến. Vì các bạn thấy vết thương nó muốn hoại, nó mau lành được á, thì người ta họ rắc đường nó mau lành, nhưng nó yếu tố nhiễm trùng rất là cao. Cho nên lúc này người ta không còn dùng phương pháp đó nữa. Cho nên bây giờ các bạn đã có kháng sinh rồi, đúng không? Có phương pháp chăm sóc vết thương rồi, nên không được phép rắc đường ở vết thương.
những cái cũ nó còn nha. Cái thứ hai nữa, đặc biệt thầy nói với bạn như thế này, có những người mà họ bị chín mí các bạn, hoặc là có những người mà bị ở cái đầu ngón tay nó sưng mủ này, họ rạch ra thì nó có mủ bên trong á, thì họ thay vì uống cái kháng sinh ví dụ như amoxicillin, đúng không nào, để là kháng sinh mình chống nhiễm trùng, họ lấy kháng sinh họ rắc trực tiếp lên như thế là sai hoàn toàn bạn hơn, nó gây nên tình trạng nhiễm trùng. Cho nên chúng ta không được phép rắc thuốc bột hoặc là các bạn rắc đường gì lên trên vết thương, những cái quan niệm cũ cả, nhớ đến đây ha. Mà chúng ta chỉ bằng bạn có dùng thuốc kháng sinh thì chúng ta dùng thuốc có tác dụng toàn thân như là đường tiêm hoặc là đường uống, được chưa? Các bạn băng xong, sau đó ở những cái vùng bỏng, khoa bỏng của thầy á, thì thầy nói bạn họ sẽ làm như thế nào, những cái gạt các bạn ha, họ có cái mỡ vaseline á, họ tẩm lên trên cái gạt đó hoặc là mỡ trăng các bạn, sau đó người ta họ đi hấp vô khuẩn lên, thì cái gạt và mỡ trăng đó vô khuẩn, và sau đó người ta họ băng xung quanh cái vết mà các bạn vừa mới băng cái bovidin xong, rồi sau đó người ta mới băng một cái lớp gạt mà không có chứa bovidin ngoài. Đó là việc chúng ta thay băng cũng như là rửa xử lý một cái vết bỏng, và đợt sau ngày sau các bạn rửa thì cứ tiếp tục các bạn cắt những cái lớp băng ra và chúng ta cho nước muối mỡ, cứ làm như thế động tác và đảm bảo vô khuẩn để chúng ta cứu chữa bệnh nhân, được chưa? Thì đó là cách mà chúng ta xử lý những bệnh nhân mà bị bỏng. Thì trường hợp bỏng độ 1, độ 2 á, mà bình thường các bạn thấy nút trong á, thì chúng ta để hở. Còn đối với trường hợp mà độ mà có nguy cơ nhiễm trùng thì chúng ta phải băng lại, cách băng là như thế, được chưa nào? Rồi nhớ nha, không có rắc đường kháng sinh hoặc là cái gì mà vào trực tiếp vết thương cả, được chưa? Các bạn biết Vaseline bản thân nó là dòng, nó là nước nhưng nó tồn tại ở một cái dạng dầu, đúng không nào? Cho nên lúc này nó giữ ẩm cho vết thương chứ nó không có tác dụng đó là như một cái thuốc kháng sinh. À, các bạn nhớ này ha. Còn Bovidin của bạn á, bản thân của nó là một cái chất sát khuẩn, nó giống như là nó bảo vệ lớp da của bạn vậy. Và khi bệnh nhân bỏng độ 3, các bạn thấy rằng mất đi cái tiếng mồ hôi như thầy nói, thì các bạn thấy rằng là bệnh nhân luôn có tình trạng tăng thân nhiệt, bởi vì bệnh nhân luôn sinh nhiệt mà không thải nhiệt được, cho nên bệnh nhân tăng thân nhiệt liên tục các bạn. Tăng thân nhiệt liên tục ở đây có nghĩa rằng là bệnh nhân luôn sốt, bạn hạ sốt bệnh nhân xong bệnh nhân lại hạ thân nhiệt. Vì sao? Bởi vì bệnh nhân mất đi lớp da, mà lớp da của chúng ta lại có chức năng là gì nào, giữ nhiệt cho cơ thể nữa. Cho nên các bạn thấy trong sốt đúng không, các bạn điều chỉnh cái phòng mà các bạn cấp cứu bệnh nhân bỏng á, máy lạnh liên tục, nhớ không? Khi bệnh nhân sốt, bệnh nhân hạ thân nhiệt như thế, vân vân. Cho nên thầy nói đứng trước một bệnh nhân mà đặc biệt bị bỏng á, mà họ rét run, các bạn không biết được họ đang tăng hay hạ thân nhiệt đâu. Vì cái cơ chế là sao? Thứ nhất là bệnh nhân có thể hạ thân nhiệt do mất đi lớp da bảo vệ, ở các bạn thấy điều này. Cái thứ hai nữa, bệnh nhân có nguy cơ sốt là do mất đi lớp da, mất đi cái tuyến mồ hôi có khả năng đào thải nhiệt, vân vân. Nên bệnh nhân sốt liên tục là như vậy, được chưa? Rồi, à, các bạn qua cái phần đó là xử trí một số trường hợp bỏng đặc biệt, hay còn gọi là bỏng điện nha các bạn nha. Các bạn học bên sinh lý bạn thấy rồi, thì tim của chúng ta gồm có cái gì? À, tim của các bạn nó có một cái đặc tính gọi là đặc tính dẫn truyền và đặc tính tự động. Đặc tính tự động ở đây các bạn sao? Các bạn chờ thầy xíu. Lấy loại mắt nhất nha. Các bạn thấy là trong trường hợp bỏng điện nè, chúng ta sợ là chúng ta sợ cái gì? À, các bạn thấy ha. Thì đối với trong trường hợp mà các bạn học bên đặc tính giải phẫu sinh lý tim á, các bạn thấy tim của chúng ta nha có bốn đặc tính sinh lý, các bạn phải làm rõ được điều này. Đặc tính thứ nhất của tim đó là đặc tính gì bạn? Là tính kích thích. Tính kích thích ở đây là cái gì? Các bạn thấy rằng là tim của chúng ta là một loại cơ, cấu trúc là cơ tim đúng không các bạn? Thì cơ vân của các bạn nè, và cơ trơn và cơ tim là ba loại cơ trong cơ thể của chúng ta luôn. Thì ba loại cơ này đều có cấu trúc bởi những cái sợi vi cơ. Sợi này người ta gọi là sợi actin và sợi myosin, được chưa nào? Myosin. Rồi các bạn hình dung không? Thì ba loại cơ này đều có cái sợi này có khả năng co rút. Kháng sinh mình đánh amox 625. À, các bạn phải xác định cân nặng nữa em. Ví dụ như là amoxicillin đó các bạn. Bữa nay là các bạn phải hiểu rằng là người ta phối với lại cái acid clavulanic trong một cái biệt dược gọi là augmentin hoặc clavulanic, được chưa nào? Thường là các bạn thấy cái amox là đã điều trị bội nhiễm rồi. Cho nên là các bạn hiểu không? Khi mà một bệnh nhân đánh kháng sinh á, thì các bạn sẽ đánh vô một con vi khuẩn gram dương hoặc đánh vô con vi khuẩn gram âm. Ví dụ như thế này, khi bệnh nhân nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm ruột cấp, thầy biết luôn học rồi do vi khuẩn gram âm. Cho nên thầy đánh kháng sinh mà kháng sinh là đánh được con gram âm, ví dụ dòng vi long. Ví dụ như thầy đánh ciprofloxacin hoặc ofloxacin hoặc mấy ca mà bị lỵ các bạn ha, đánh ngay luôn acid nalidixit là một cái kháng sinh thuộc dòng vi long, được chưa? Còn ví dụ như trong trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, mà đặc biệt là nhiễm khuẩn do con Clostridium botulinum các bạn, mà cái con này nó gây nên nó nhiễm gram dương,
thay đánh kháng sinh người đang dùng đặt vô nó trọng, ví dụ như nhóm aminoxid chẳng hạn. Thì bây giờ các bạn dùng một con kháng sinh mà các bạn bị nhiễm khuẩn mà trẻ biết cái con đó là kháng sinh con vi khuẩn gì, nó biết đang dương đang âm thì người ta phải làm kháng sinh đồ nữa bạn, nhảy với cái gì nữa, thì các bạn dùng kháng sinh phổ rộng luôn. Là một trong những nhóm kháng sinh phổ rộng đó là dòng beta lactama, trong đó có dòng penicillin. Các bạn thấy không, trong dòng beta lactama nó chia làm lần gồm có những cái gì? Thứ nhất là dòng penicillin nè, hoặc là cái chứa cephalosporin nè, rồi carbapenem và monobacta. Thì các bạn thấy cái amoxicillin nè và penicillin đó bạn, là nó chung một dòng đó. Cho nên là nó là kháng sinh phổ rộng luôn, đặt được luôn. Cho nên đã dùng AMAX rồi các bạn không phối gì nữa cả, trừ khi không đánh được nó thì thầy chuyển sang dùng TNM luôn. Mà một khi dùng TNM rồi thôi coi như nặng lắm rồi, các bạn hiểu này ha. Còn 5625 thì chưa hẳn đâu, các bạn hiểu không? Amoxicillin của bạn á, nó chỉ có 500mg thôi, nhưng mà nó có thêm 125mg acid clavulanic nữa. Cái này rất là tốt. Nếu mà bạn dùng AMAX không á thì nó cơ thể chúng ta không đáp ứng được đâu, tại vì lúc này những cái beta lactama của con vi khuẩn đó, nó phá vỡ cấu trúc nó đi. Cho nên các bạn phải mua cái clamentin á hoặc là omentin á, nó mới mạnh được, nhưng mà nó mất tiền hơn, được không? Ví dụ như thầy nói các bạn một vị AMAX các bạn mua có 10.000 cái máy mà 10 viên, còn bạn mua 10 gói clamentin có thể lên tới mấy chục ngàn luôn, ví dụ như thế. Được chưa? Thì thầy đang nói đặc tính sinh lý của tim. Thì các bạn thấy rằng là cơ trơn, cơ vân hay cơ tim gì nó cũng đều có cái sợi actin và myosin có khả năng co cả. Nhưng riêng cơ vân và cơ tim thì ở trong nó sẽ có những cái protein gọi là troponin. Cho nên chính vì vậy nó sẽ làm cho cơ vân và cơ tim khả năng co bóp mạnh hơn, cường độ mạnh hơn. Nhưng mà các bạn thấy rằng là đối với cơ tim thì khả năng co bóp của nó theo hệ thần kinh thực vật, có nghĩa là không tự chủ, đúng không? Hệ thần kinh tự chủ, xin lỗi. Còn đối với con người cơ vân của chúng ta hay còn là cơ xương á, là hoạt động theo hệ thần kinh trung ương. Thì các bạn thấy rằng là khi bạn nâng một cái quả tạ 5kg thì cơ của bạn chịu cái lực như thế. Nâng cái quả tạ 10kg thì cơ bạn tăng hơn chút. Tương tự như thế, có nghĩa rằng là đối với cơ vân, khi bạn kích thích ngưỡng nào thì cơ nó sẽ đáp ứng lại ngưỡng đó. Nhưng mà đối với cơ tim không có đâu. Bạn kích thích cái ngưỡng dưới các bạn, tim nó không đáp ứng. Phải từ đúng cái ngưỡng đó hoặc trở lên thì tim nó mới đáp ứng. Có nghĩa rằng là đối với cơ vân, bạn tác động nhẹ thì cơ nó cũng co nhẹ. Giống như bạn tập tạ 5kg thì nó cho các bạn khối lượng cơ, kích thước cơ nó như thế của 5kg. Nhưng bạn tập cái tạ 10kg thì nó cho các bạn khối lượng kích thước của tạ 10kg. Nhưng mà cơ tim có đâu. Bạn tác động một lực vô mà yếu hơn cái ngưỡng của nó ha, nó không co bóp gì đâu. Còn bạn tác động vô đúng cái ngưỡng nó phải cao hơn thì nó sẽ có hiện tượng co bóp. Vậy cái quy lực của cái tính kích thích của cơ tim đó là quy lực tất cả hoặc là không các bạn. Một, đủ lực thì tao bóp hết luôn, còn không đủ lực tao không bóp. Nhưng mà còn cơ vân nha, cho dù lực của bạn bao nhiêu thì nó sẽ bóp bao nhiêu, hiểu điều này chưa? Thì đó, thứ nhất đó là tính kích thích. Tính thứ hai là tính trơ của tim. Tính trơ có nghĩa rằng là khi tim đang bóp rồi, bạn kêu tim nó có bóp nữa không, tức là bạn tác động một cái lực mạnh vô nữa thì nó cũng không bóp nữa, thì gọi là tính trơ. Tính thứ ba là tính tự động. Tự động đó là nhờ vào nút xoang ở cái vùng tâm nhĩ phải khả năng phát ra xung điện. Nút xoang này lan khắp cơ tâm nhĩ làm cho tâm nhĩ co. Thì khi đó lúc cái cơ tâm nhĩ này bắt đầu nó sẽ lan xuống cái nút nhĩ thấp hay còn là nút Tawara, thì bắt đầu nó sẽ có tính dẫn truyền. Thì nó đi xuống cái bó hít ở trên thành vách liên thấp này bạn, lan qua mạng Booking, lan khắp cơ tâm thất làm cơ tâm nó co, cứ như thế. Thì các bạn thấy rằng là trong trường hợp mà nạn nhân bị ngưng tim nha các bạn nha, hoặc là trong trường hợp bệnh nhân bị rung thất các bạn, rung thất là gì? Là lúc này các bạn thấy rằng là tâm thất nó đâu đủ sức nó co bóp được mà nó chỉ rung lên như này. Như thầy nói bạn rồi, tim của chúng ta nó có quy luật tất cả không, đủ thì nó co bóp, còn không đủ thì nó không bóp luôn, nó chỉ rung lên như thế này thôi. Mà cái nguyên nhân rung như thế này là sao? Là do nút xoang không phát ra xung điện. Cho nên lúc này các bạn mới thấy rằng là bác sĩ mới dùng cái máy sốc điện mới tiến hành đặt vô sốc không đồng bộ cho bệnh nhân để làm cho nút xoang để nó khởi động phát ra xung điện ha. Mà khi xung điện nút xoang phát ra khởi động một phát là tim bạn đập lại bình thường luôn, ví dụ như thế. Còn trong trường hợp mà nếu như bệnh nhân bị một dòng điện gọi là xoay chiều hoặc dòng điện ba pha đi vào thì nó ức chế sự dẫn truyền của nút xoang, cho nên trạng thái rung thất sẽ xảy ra. Các bạn nhớ, vậy khi mà bệnh nhân tác động với nguồn điện trên cái mức ngưỡng của các cái tim nha các bạn nha, thì lúc này cái trạng thái là ức chế nút xoang sẽ xảy ra. Bệnh nhân ức chế nút xoang, cho nên khi bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân gặp được bệnh nhân á, thì đầu tiên các bạn phải làm gì? Nhắc cái nguồn điện đã. Nhắc cái nguồn điện bằng cách ngày xưa các bạn từng học môn sức khỏe đúng không? Thì là chúng ta ngắt nguồn điện xong đứng ở trên mặt phẳng cách dưới bờ đất, dùng gậy tre chúng ta hắt điện bệnh nhân ra, ví dụ như thế, không? Sau đó các bạn sẽ tiến hành ép tim cho nạn nhân ngay. Nếu có điều kiện có máy phá rung, các bạn sốc điện cho bệnh nhân tức khắc luôn để chúng ta khử rung. Nếu chúng ta cấp cứu sớm thì bệnh nhân có lại nhịp tim, các bạn nhớ ha. Sau đó các bạn mới tiến hành chúng ta xử lý những cái vết bỏng. Thì đối với vết bỏng thì bỏng điện các bạn, thì cái dung dịch rửa của bạn thay vì là nát muối thì các bạn sử dụng dung dịch đó là natri bicarbonat 1,4%. Các bạn nhớ điều này ha, 1,4%, được chưa? Vậy sơ đồ các bước chúng ta xử lý bệnh nhân ngắt bỏng điện như sau: một, ngắt điện; thứ hai, cấp cứu ngưng tim; sau đó sơ cứu vết bỏng và sau đó chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế. Không được phép các bạn chuyển luôn mà khi các bạn chưa thực hiện việc sơ cứu, nếu như bệnh nhân có dấu hiệu đó là rung thất, ngưng tim, được không?
Rồi, đây là một số bước chưa? Rồi, một số trường hợp nữa là bỏng hóa chất. Thì khi bạn bị bỏng axit hoặc là bỏng kìm, người ta dùng phương pháp trung hòa. Nhưng mà trước khi trung hòa thì bạn phải rửa cái vị trí của bỏng nó ở cái nơi nước sạch. Bạn mà trung hòa ngay thì khả năng bỏng nó sẽ cao hơn nữa, xảy ra phản ứng mạnh hơn nữa. Cho nên ví dụ như bạn bỏng axit, đầu tiên chúng ta rửa nhẹ với bỏng nước sạch, sau đó chúng ta trung hòa bằng cách đăng là kìm. Kìm các bạn có sẵn ở nhà là cái gì? Ví dụ như nước vôi này hoặc là nước xà phòng á. Các bạn lấy ông nước xà phòng, các bạn pha vô, các bạn rửa nhẹ cho bệnh nhân, được chưa? Còn nếu như trường hợp bệnh nhân bỏng kìm, ví dụ như bệnh nhân bỏng vôi tôi, thì chúng ta có thể dùng giấm, giấm ăn nhẹ hoặc là các bạn dùng nước chanh, các bạn tiến hành rửa. Nhưng nhớ cho thầy, khi các bạn muốn rửa điều này, các bạn đã phải rửa bằng nước sạch rồi. Và sau đó các bạn chuyển tới cơ sở y tế. Trong trường hợp mà các bạn thấy không ạ, bỏng axit và bỏng kìm, các bạn nhớ, bỏng nước sôi diện tích có thể rất là sâu, xin lỗi, diện tích có thể rất là rộng, nhưng độ sâu có thể thấp. Nhưng mà đối với bỏng kìm hoặc bỏng axit, các bạn thấy không, tuy diện tích có thể là rất là thấp nhưng mà độ sâu của nó rất là nặng, cho nên nó rất là dễ tổn thương thần kinh gân cơ, các bạn nhớ này ha. Cho nên bắt buộc chúng ta phải chuyển đi, được chưa? Thì đó là một số trường hợp mà chúng ta tính. Còn cái trường hợp bệnh nhân bỏng hóa chất mà dính vào mắt vân vân thì các bạn chỉ rửa dưới vòi nước chảy, được chưa? Đó, thì đây là một cái chai, thầy nên khuyến khích các bạn nên nó ở nhà. Trước giờ là em được chỉ là nếu mà bỏng giống như là bỏng vôi thì trước nhất là rửa bằng dầu. Thì cái này là cơ chế là sao? Dầu gì anh? Thường thì họ sẽ lấy dầu ăn hoặc là mỡ động vật. À, như thế này các bạn nè. Nếu ở đây mà các anh chị nào mà biết về một người họ làm xà phòng, các anh chị biết lít rửa chén không? Nước lít rửa chén á. Thì các anh chị nếu như mà ở trong anh chị mà ở ví dụ ngay xóm mình chẳng hạn có một người họ làm xà phòng, thì cái lít rửa chén đó anh chị ha, người ta tổng hợp bằng cái gì, là từ phản ứng xà phòng hóa hay còn gọi là phản este. Anh chị học hóa học anh chị biết rồi, este là một phản ứng giữa một axit yếu hay còn gọi là axit butyric với lại một ancol, hoặc là với lại những cái phản ứng mà các anh chị thấy phản ứng este hóa, thì chúng ta có một cái phản ứng mà anh chị thấy là nhiều chất béo, đúng nào, để nó thực hiện ra. Thì các anh chị thấy là nhiều khi người ta không mở đó anh chị, người ta thực hiện quá trình xà phòng hóa. Thì các anh chị thấy khi mà để xét một cái chất đó, khi người ta để một xét chất đó là kìm hay axit các bạn, thì người ta dựa trên thứ nhất đó là cái liên kết hydro, cái thứ hai nữa là người ta dựa trên cái đó axit yếu hay mềm, có nghĩa là cái dịch chuyển hóa của cái electron đi vào hướng nào. Thì xét về trên một cái môi trường như là dầu mỡ hoặc là xét về môi trường như xà phòng thì nó lại có tính kìm, mà chính vì nó có tính kìm như thế thì nó khả năng nó trung hòa được cái axit. Các anh chị ạ, còn nếu với trong trường hợp mà việc mà mình nói nghe, tức là khi mà anh bị bỏng axit thì người ta trung hòa bằng cái dầu mỡ hoặc là bằng cái xà phòng. Còn khi mà bị bỏng vôi thì người ta phải trung hòa bằng axit, nhớ không? Còn đối với dầu mỡ nó không có cái tính, trừ khi trường hợp mà các anh chị thấy rằng là dầu của chúng ta là một axit lonic, mà dầu đó chính là dầu gì? Dầu không chiên đi chiên lại nhiều lần. Còn nếu anh chiên đi chiên lại nhiều lần nó chuyển thành anhydro, nó không còn tác dụng của axit nữa. Các anh chị nhớ không? Cho nên lúc này những cái chúng ta tận dụng được ở nhà là dựa trên cơ chế nó là vậy đó. Các bạn biết xà phòng cái A3 Omo rồi đó, các bạn làm được ha. Các bạn lấy một đấm các bạn pha vô nước loãng, xong bạn rửa nhẹ cho bệnh nhân. Được rồi các bạn. Đúng rồi, các bạn uống xà phòng hóa của bạn đều có tính kìm cả. Được chưa? Rồi, cái thứ hai đó là chai Panthenol. Nên có một chai này ở nhà, tầm khoảng 100 mấy chục ngàn thôi các bạn. Bỏng nước sôi, bỏng axit, bỏng điện gì không quan tâm. Bệnh nhân bỏng như bạn xịt cái này được hết. Vậy trong Panthenol này có cái gì? Thứ nhất, nó sẽ có một cái lidocaine. Tất nhiên, trước khi bệnh nhân bỏng, bạn cũng phải làm những biện pháp đó là cắt đứt những cái yếu tố là ảnh hưởng đến cái bỏng. Cái thứ hai, các bạn xịt được cái Panthenol này lên cái vị trí cái bỏng đó, thì trong cái Panthenol này nó có hai thành phần chính. Một là lidocaine, là một cái loại thuốc gây tê, giảm đau cho bệnh nhân rất nhiều các bạn ha, rất là dễ chịu. Cái thứ hai nữa rằng là nó có dexamethasone, một trong yếu tố kháng viêm nó phù hợp cho biết. Mà các bạn biết rồi, có thể nó giúp cho bệnh nhân tránh nhiễm trùng hoặc là thậm chí tránh được cái vết sẹo, hoặc là chống được những cái yếu tố như là những cái nốt phỏng á, các bạn hiểu này ha, những cái nốt phỏng. Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy rằng là cái chai này nên khuyến khích có ở nhà. Tất nhiên nhà thầy cũng sẽ có cái điều này, và ở trên phòng cấp cứu cũng có cái này. Nhiều trường hợp thầy nói bạn bệnh nhân bỏng 50% vô, các bạn thấy rằng là đặc biệt là bệnh nhân bị cháy á, các bạn không biết rằng là bệnh nhân, các bạn phải xác định được giữa vết bỏng với là cái vết mà cái khó nó đi ra làm đen da bệnh nhân. Không xác định được, bạn chỉ xác định được khi bạn tắm bỏng với bệnh nhân. Bỏng có nghĩa là vô phòng tắm bỏng, bạn xả nước ấm cho bệnh nhân tắm, thì lúc này các bạn mới bộc lộ ra được vùng da tổn thương, vùng da tổn thương thôi. Cho nên các bạn biết chai Panthenol nào, một trường hợp bệnh nhân bỏng 50% vô là tất cả các nhân viên y tế lắc hai ba chai này toàn người bệnh nhân luôn, các bạn nhớ điều này ha, toàn người bệnh nhân luôn, là bạn biết rồi đó, được chưa?
Rồi. À, xin lỗi bạn quên. Không dùng trong bỏng lạnh được. Nhớ nha. Cảm ơn em. Dạ thầy ơi, nhưng mà khi bỏng như vậy vẫn phải rửa vết thương sạch rồi mới xịt cái này không thầy? Đúng rồi, vẫn rửa vết thương sạch rồi xịt thì mình nói là cắt đứt với nhau. Nhưng mà bạn phải hiểu nè, một số trường hợp á, một số trường hợp mình nói với bạn như thế này này, đặc biệt bệnh nhân bỏng bỏng rộng lớn, bỏng khoảng 50% á, ví dụ nổ bình ga này vân vân, thì các bạn hiểu không, đưa lên viện mà các bạn muốn bỏng, bạn muốn cắt đứt nguyên nhân đó là bạn phải cho bệnh nhân vô trong buồng tắm bỏng, người ta có một phòng tắm bỏng luôn bạn, thì lúc này các bạn thấy rằng bệnh nhân có chịu đau được nổi không? Không. Cho nên lúc này các bạn phải làm sao giảm đau cho bệnh nhân trước đi, giảm khó tính khó chịu bệnh nhân trước bằng cách dùng Panadol, sau đó người ta sẽ tắm bỏng cho bệnh nhân. Các bạn nhớ này ha. Cho nên ở cái ví dụ các bạn coi thử cái diện tích nước bỏng nó như thế nào ạ. Cái thứ hai là tại cái điều kiện bạn đang ở đâu, bạn hiểu không ạ? Còn ví dụ bệnh nhân đang bỏng, người nhân họ phát hiện được họ đưa vô đúng không nào, họ đưa vô thì điều đầu tiên là mình làm gì, xịt toàn bộ bỏng cho bệnh nhân này vân vân, đặt đường truyền rồi truyền dịch nâng huyết áp bệnh nhân lên ổn rồi bắt đầu vô tắm bỏng. Các bạn nhớ này hả, ổn rồi vô tắm bỏng đó, chứ không phải là tắm bỏng như thế là bệnh nhân tử vong rồi được không nào. Rồi còn cái chai các bạn dùng á, thầy không biết là chai gì thì các bạn coi thành phần nó là cái gì. Thành phần nó đảm bảo hai yếu tố, một là yếu tố giảm đau, giảm đau hoặc là yếu tố gây tê như lidocaine nó sẽ gây tê các bạn, hai là yếu tố kháng viêm mà thông thường là dùng gọt luôn nha các bạn nha, gọt luôn ngay tại thời điểm đó như là dexamethasone à, các bạn nhớ ha. Rồi Panadol bỏng dầu ăn làm được luôn, bỏng lạnh không xử lý, bỏng lạnh thầy chỉ cho bạn có một cách đó thôi đó. Rồi đây là những việc chúng ta không làm sẽ gây nên tình trạng bệnh nhân nguy cơ là nhiễm trùng nặng hơn được không, cái này các bạn biết rồi đúng không ạ? Đó, nhưng vẫn có nhiều người làm. Rồi thế là các bạn học xong bài bổng, có hỏi gì không, không mình chuẩn bị các bạn kiểm tra tiếp nè. Dạ có đây, có trường hợp là đang định hỏi thầy là trên diện tích da của mình bị bỏng bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ chết? Không, người ta không có tính đó bạn. Có người chỉ bỏng 12% bệnh nhân đã tử vong rồi. Ví dụ như sau, trong trường hợp nha, có một cái người đó, các bạn biết bỏng cái gì không ạ? Các bạn biết dầu hắc không? Cái dầu mà nhựa đường á. Dạ biết. 500 độ C, họ chỉ bỏng cái vùng cánh tay thôi. Nếu các bạn xét ra thì diện tích của nó chưa tới là 9%. Tại vì trên vùng cánh tay khi bạn bị hết toàn bộ cái vùng tay của bạn đúng không? Thì nó mới chín. Nhưng mà các bạn thấy không, bệnh nhân chỉ bị một cái vùng ở ví dụ như là nửa cánh tay và nửa cẳng tay thôi được không, nhưng mà độ sâu và bệnh nhân tới viện trong tình trạng nhiễm trùng và bệnh nhân trụy mạch, bệnh nhân tụt huyết áp, cấp cứu không kịp thời bệnh nhân tử vong tại do ví dụ bệnh nhân tới trễ hoặc là yếu tố bệnh nhân nó nặng như thế. Nhưng mà trong trường hợp mình nói anh chị của nè, có người bị bể bên ga bỏng 50% vô là trụy mạch tụt huyết áp luôn, tưởng đau chết rồi nhưng mà cấp cứu xong bắt đầu các bạn thấy không, da dẻ bắt đầu sâu đi, chăm sóc bỏng được mấy tuần hồng hào tiệt để trở lại hết toàn bộ luôn. Có nghĩa rằng là cái diện tích nó không có nói cho bạn biết nhiều rằng là cái đó nó mức độ gì đâu, mà các bạn phải kết hợp cả ba cái luôn. Như nãy mình học đó, diện tích là một, độ sâu là hai và cái vùng của bạn là ba. Trong một số trường hợp các bạn thấy có những người bị bỏng cái vùng đường hô hấp các bạn, nên tức là vô tình nó làm nhanh các bạn, nó uống hoặc là nước sôi sao bỏng hết toàn bộ cái vùng này. Cho nên lúc này nó phù đường thở, nó gây tình trạng co thắt, nó viêm nhiễm nữa, cho nên nạn nhân tử vong rất là nhanh. Mà mặc dù các bạn thấy không, cái diện tích của nó rất ít, cho nên không phải là cứ diện tích càng lớn là có nguy cơ tử. Có người thậm chí 50-60% mình cấp cứu rồi vẫn sống bình thường, bỏng bình thường, thậm chí là xuất viện da dẻ, ví dụ thầy nói vui hơn, còn có thể là nó đẹp hơn lúc ban đầu nữa, ví dụ như thế, nếu như các bạn cấp cứu đó. Nên chúng ta phải phụ thuộc đến ba yếu tố làm các bạn hơn. Dạ, tại vì gia đình có một người nhà chết, mà chết do là năm trước 75 là gia đình làm pháo, mà do nổ nhà pháo thì ông bác mới bị phỏng, thì đưa vô bệnh viện Đồn Đất là bệnh viện Điện Biên Phủ bây giờ nè của Pháp á, thì người ta sẽ bôi một cái format màu trắng toàn thân, nhưng mà sau đó là bác mất luôn, là lý do là đã phỏng toàn thân chỉ có gương mặt không phỏng. Thì khi bó lại người bao lâu rồi, sự kiện đó bao lâu rồi? Dạ năm 1970 này. Thì cái lúc đó mình nên nhớ thôi, thứ nhất là cái điều kiện của mình không có, thứ hai là kháng sinh của không có và những cái vận mạch của mình cũng không có. Mình không phải là chủ yếu là mình xử lý cái vết bỏng đâu, mình bỏng mình sợ nạn nhân tử vong là cái gì chị biết không, cái sinh hiệu của bệnh nhân á là cái huyết áp, cái trụy mạch á, mình xử lý được ok đi đã rồi mình cứ xử lý bỏng sau. Cái vết bỏng là cái sau này, còn tử vong hay không là liên quan đến cái ảnh hưởng sinh hiệu. Nên nhiều khi lúc đó bệnh nhân không có huyết tương để truyền, hoặc là lúc đó không có kháng sinh để đánh, hoặc là lúc đó không có những cái thuốc để giảm đau, tại vì lúc là sốc bỏng cái chị đau kinh khủng, đau lắm. Không, chị không biết cái mức độ nó đau như thế, cho nên lúc này bệnh nhân không thể vượt qua, cho nên có thể nhiều nguyên nhân. Cho nên cái diện tích nó chỉ nói lên mình được một phần, chứ nó không có nói cho mình đầy đủ hết toàn bộ là cái đó nó có mức độ nguy hiểm hay không đâu. Mình hình dung không? Dạ, tại vì lúc đó ông bác nằm 3 ngày là tự chết dần luôn.
Tức là cái thời điểm đó các chị thấy không ạ, nó chưa có đủ điều kiện. Thậm chí ngay cả mình nói với anh chị, việc mà chúng ta dùng kháng sinh mà nó còn mới phát triển chỉ trong những cái thập niên là 90, 2000 đây thôi. Còn những cái trước đó là thời kỳ chiến tranh bình minh, anh chị đó chỉ thấy có mỗi cái gì, cái ampicillin thôi, mỗi cái ampicillin thôi mà anh chị thấy là đó, mà lúc đó đâu phải ai cũng được sử dụng đâu, đúng không ạ? Thuốc trị sâu bọng như thế nào em? À, bài kiểm tra như sau: các bạn sẽ nộp lại cho tất cả cái cán sự quản lý lớp của bạn, các bạn cán sự lớp lự, các bạn cán sự lớp của bạn á, nén lại thành một cái file, xong đó gửi cho thầy, được chưa? Trước khi gửi cho thầy thì phải gửi qua cho bạn Đạt đã, xong bạn Đạt làm xong nó gửi chung, tức là thầy chỉ nhận qua một cái thôi cho nó đỡ nó rối, tại vì nhiều tin nhắn nó bị trôi đó các bạn, cho nên cố gắng làm điều đó cho thầy trước 7 giờ tối nay nha. Vậy thầy chủ đề cho bạn làm nha. Thầy ơi, cho em Vâng. hỏi là khi mà mình bị thí dụ như có người bỏng nghĩa thì cái việc nào là chuyên về bỏng á thầy? À, thứ nhất mình nói như thế này, trong giai đoạn cấp cứu thẳng luôn nha, không e ngại bất kỳ viện nào, có thể mình đang ở gần viện quận thì quận, gần bệnh viện gia đình thì gia đình, gần bệnh viện nào thì vô bệnh viện đó, không có đi lên bệnh viện nào, tại vì giai đoạn sơ cứu bỏng, sau đó xử lý cấp cứu ban đầu ai cũng làm được nhau. Còn chuyện á, đặc biệt ở Việt Nam, ở mình này đúng không, thì mình có viện chấn thương chỉnh hình anh chị ở quận 5 biết không? Dạ, cảm ơn. Còn nếu như mà trong cái giai đoạn cấp á, mình ở gần viện nào thì mình đều vô đến đó mình xử lý ha. Việc mà chúng ta xử lý ở đi xa như thế là rất là nguy hiểm, ví dụ như vậy. Rồi các anh Thầy ơi, chị ơi, thầy cho em hỏi cái, thầy ơi, bài của các bạn á, là em nén thành một PDF xong mình nộp cho thầy hay thầy gmail thầy đúng hay rồi thầy? đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ thầy chiếu cho các bạn nha, đúng là chấn thương chỉnh hình quận 5 em, chờ đẩy cũng được. Không phải ở đây đâu, cái đây này thầy kéo xuống dưới chứ không phải đây, đừng có chích vô nha. Rồi các bạn ghi đề, các bạn ấy đề vào, bạn chụp xong chưa? Câu 1, các bạn đọc tình huống lâm sàng sau và hoàn thành các câu hỏi bên dưới. Bệnh nhân Lê Văn A 42 tuổi, 70 kg, tiền sử hen phế quản và tăng huyết áp độ 2. Sau khi tiêm chủng vaccine ngừa Covid về nhà được 60 phút, bệnh nhân cảm thấy khó chịu, hồi hộp, đánh trống ngực và tê môi, nên người nhà lo lắng cho nhập viện để điều trị. Khoa cấp cứu nhận bệnh thì lúc này bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc nhợt, nổi ban đỏ toàn thân. Bệnh nhân than đau tức ngực, thở khò khè, thở rít. Kích thích vật vã và điều dưỡng ghi nhận dấu hiệu sinh tồn như sau. Thứ nhất là mạch 122 lần trên phút. Huyết áp. Ừ, các bạn không cần ghi đề đâu nhưng mà bạn phải có đề bạn làm chứ. Huyết áp là 75 trên 50 mm thủy ngân. Nhịp thở là 28 lần trên phút và SpO2 là 90%. Câu A. Bệnh nhân được chẩn đoán là gì? Điện luận được đưa ra chẩn đoán. Giống như ví dụ thầy nói bệnh nhân chẩn đoán là gì, bạn trả lời là bệnh nhân chẩn đoán là viêm phổi thủy. Thì bạn phải đưa ra lý do tại sao viêm phổi thủy. Rồi bệnh nhân này là cái gì? Bạn chẩn đoán là một cơn bão giáp. Thì phải đưa ra ví dụ như thế, đó là biện luận được chưa? Thứ hai câu B, khi không có mặt bác sĩ anh chị sẽ xử trí tình trạng bệnh nhân trên như thế nào? Cái này học hết rồi. Câu C, bác sĩ đánh giá lâm sàng cho chỉ định truyền tĩnh mạch 1.500 ml dung dịch NaCl 0,9%. Không được em, cái file này đề này là trung tổng cộng là khoảng là mười mấy cái đề, thầy đâu có gửi cho em hết được. Bác sĩ đánh giá lâm sàng cho chỉ định truyền tĩnh mạch 1.500 ml dung dịch NaCl 0,9% vào lúc 16:30 ngày 12 tháng 8 năm 2018 với tốc độ là L giọt trên phút. Biết rằng 1 ml tương đương 20 giọt. Vậy thời gian để điều dưỡng rút kim truyền là mấy giờ? Đó là câu 1, 5 điểm. Câu số 2, cho bảng số liệu sau về tần số mạch của từng độ tuổi. Trẻ sơ sinh, trẻ 1 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, người lớn, người già, vân vân với tần số như thế này. Câu số Ôi, A. thầy ơi, con chưa có chụp Sao? kịp thầy. Thầy Đây là câu làm 1. nhanh. Thầy làm nhanh quá. Rồi, đây là câu 1, đây là toàn bộ hình ảnh của câu 1. Câu 2 thầy ơi. Xong chưa? Xong câu 1 chưa đã?
Không rồi đấy. Rồi, các bạn chia sẻ cái phần bài vô phần chat được không thầy? Các bạn chia sẻ cho nhau nha. Rồi, câu số 2. Đây là bảng tần số mặt theo độ tuổi quan sát các bạn này. Các bạn sẽ có 3 câu, 3 ý như sau. Rồi, ý thứ nhất nè. Dựa vào bảng số liệu trên, giải thích vì sao lại có sự thay đổi về tần số mặt theo lứa tuổi. Thầy nói giải thích chứ thầy không nói nhận xét nha. Không phải nhận xét là nó nhanh, nó chậm, nó tăng, nó giảm, nó có nha. Thầy nói giải thích vì sao lại có sự thay đổi này. Được chưa? Là câu A. Câu B. Anh chị hãy giải thích cơ chế ngưng tim khi nạn nhân bị sặc nước. Các bạn thấy khi bệnh nhân bị sặc nước, ví dụ như là đuối nước là một, hoặc là khi mà bệnh nhân uống mà nhanh đó, hoặc là nước nó sặc vô bên kênh đó, đúng không nào, thì có nguy cơ ngưng tim. Câu 3. Dựa trên các pha làm việc của tim, hãy giải thích tại sao ở người lớn tần số mạch trung bình là 70 đến 80 lần trên phút. Nếu học giải phẫu các bạn đã từng làm câu này rồi, sinh lý các bạn từng làm câu này rồi. Rồi đó là câu số 2. Xong. Các bạn chụp xong chưa, thầy tắt máy nào. Rồi. Rồi. Các bạn chia sẻ đề cho lớp của bạn đi. Bây giờ như sau, thầy dặn lại tráng sự lớp nào. Đầu tiên các thầy lớp các bạn sẽ nộp điểm danh cho bạn Đạt. Sau bạn Đạt nộp lại cho thầy. Sau đó cái sự lớp của bạn nộp cái tổng hệ số 1 cho bạn Đạt nộp lại cho thầy. Sau đó các sự lớp nhận bài từ các thành viên của mình đúng giờ đó các bạn quy định đi. 18 giờ. Sau 18 giờ không nhận nữa. Bởi vì các bạn sẽ chuyển bài cho bạn Đạt, rồi bạn Đạt gửi lại cho thầy. Còn như các bạn cứ chần chừ thầy nhận không đủ á, mà chỉ bị một hai người như thế thì nguyên cái lớp bạn chịu trách nhiệm nha. Được chưa? Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy cho mặt trải chút xíu được không thầy? Cho khoảng 20-21 giờ lên được thầy. 7 giờ mới đi làm về thầy ơi. Thầy sao? Cũng có nhiều anh chị lớn tuổi đó thầy. Đang đi học nhờ phải theo tôi mà nhờ chứ. Chứ tôi có muốn cho đi học nhờ đâu, quá các bạn giống như học không chịu. Đòi đi học chung với lớp chính quy. Mà lớp chính quy giờ này đang là giờ học của anh chị mà. Chứ giờ làm gì bây giờ anh chị kiểm tra đó. Nguyên tắc là kiểm tra các anh chị làm, bây giờ anh chị che mặt che mũi hết, tôi có biết anh chị làm gì đâu. Giờ bắt đầu đúng ra kiểm tra tôi bắt anh chị phải mở mic lên hết, anh chị làm đó. Giờ tôi cho như thế này là đúng đúng 19 giờ không có bài nộp, tôi không nhận nữa, không nói nhiều, được chưa? Không có nói gì nữa cả, đúng 19 giờ. Còn bạn Đạt 19 giờ mà chưa thấy bạn nào nộp, mà lớp nào nộp rồi thì cứ nộp cho thầy. Còn ai không nộp nữa thì không nhận. Đúng ra nguyên tắc là các bạn tính giờ từ bây giờ cho đến khi mà các bạn 60 phút đó. Giờ thầy cho các bạn tới 19 giờ rồi đó. Thầy ơi, thầy thì cho con hỏi là nộp cho cái lớp trưởng hả thầy, chứ bạn Đạt là bạn nào con không biết. Tức là em cứ nộp cho lớp trưởng rồi, các lớp trưởng mới biết bạn Đạt, chỉ có lớp trưởng mới biết bạn Đạt thôi nha. Còn bạn nào mà học chưa được buổi, hoặc là các bạn nào vô sau, các bạn có thể làm bài kiểm tra sau, được chưa? Bởi vì các bạn chưa đủ đầy đủ chữ kiến thức mà các bạn được đào học đâu. Rồi. Dạ. Rồi, mình thầy tắt cái đây nha. Rồi các bạn bắt đầu làm. Rồi các bạn thóp đi nè. Rồi chào các bạn. Con thích lớp. Chào thầy ạ.